Vâng, xin chào mọi người. Ta đã buổi đến buổi thứ năm rồi ạ, hàng tuần rồi ạ. Một tuần không gặp rồi đúng không ạ? Chào mọi người. Mọi người chia sẻ live stream nhé, chia sẻ đi ạ. Chúng ta vài phút nữa chúng ta bắt đầu. Vâng. Một tuần nay chúng ta mới gặp nhau đúng không ạ? Vâng, xin chào mọi người. Mọi người chia sẻ livestream đi ạ, chia sẻ cái bài hôm nay. Bài hôm nay là chia sẻ đến hệ thống khởi động tất cả các dòng xe hiện tại bây giờ đúng không ạ? Thì mới nhất là hệ thống Smart Key. Dạ. Vâng, xin chào mọi người. Mọi người chia sẻ đi ạ, chúng ta đâu khoảng mấy phút nữa chúng ta bắt đầu. Dạ vâng. Dạ vâng, chào anh Hữu. Mọi người chia sẻ đi ạ, tí một vài phút nữa thì em bắt đầu ạ. Rồi, chào mọi người. Em đang ngồi chia sẻ cho mấy cái nhóm đấy ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Vâng, xin chào mọi người. Em cho em vài phút em chia sẻ các nhóm. Mọi người chia sẻ livestream đi ạ, chia sẻ đi ạ. Vâng. Hôm nay là thứ năm hàng tuần rồi, như đã hẹn đúng không ạ? Thứ năm hàng tuần chúng ta lên. Chờ em vài phút em chia sẻ vài nhóm đi ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Rồi, ok. Vâng, xin chào mọi người. Như đã hẹn thứ năm hàng tuần chúng ta đã lên đúng không ạ? Thì lần đầu tiên là em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã chung tay ủng hộ trong cái chương trình quỹ phòng chống dịch Covid vừa rồi đấy ạ. Đã thu được là 8.742.000 và có một số anh em là đã ủng hộ nhưng mà do sơ suất của em thì em đã chưa được tổng hợp vào danh sách. Thì các anh hãy nhắn tin lại cho em số tài khoản để em chuyển lại cái số tiền mà mọi người đã ủng hộ. Và mong mọi người thông cảm cho em, thời gian vừa qua cũng là một số anh em đặt tranh nhiều quá nên là cũng không thể tổng hợp được một lúc quá quá nhiều việc, nên là mong mọi người thông cảm. Thì các anh nào mà chúng ta đã ủng hộ trong chương trình vừa rồi ấy, mà không có tên trong danh sách thì mọi người hãy nhắn tin lại cho em số tài khoản để em chuyển lại cái số tiền mà mọi người đã nhắn tin cho em, được chưa? Rồi, xin cảm ơn mọi người. Thì trong một tuần vừa qua thì chúng ta cũng nghỉ khá lâu rồi đúng không ạ? Thì em cũng rất là bận. Và có một số anh em đang chưa được nhận tranh thì trong một vài hôm nữa là chúng ta sẽ nhận thôi. Còn anh em nào mà đã được bên em liên hệ thì chắc chắn là đã gửi tranh nhá. Còn anh nào mà chưa được liên hệ thì chắc chúng ta phải đợi thêm đợt sau ạ. Vì cũng rất nhiều anh em cũng mong muốn là đặt tranh nhưng mà biết đến muộn, và thứ hai nữa là do bên em sơ suất là cũng không tổng hợp, không gọi điện cho mọi người. Thì em sẽ cố gắng để sau cái đợt này chia sẻ cho anh em cách phương pháp cái đọc cái bức tranh sơ đồ. Thì sau cái buổi khóa, những cái khóa em chia sẻ cho mấy anh em ở đã đặt tranh phía trước thì chúng ta hoàn thiện xong thì sẽ tiếp tục cho những anh em có nhu cầu muốn khai thác những cái bức tranh của chúng ta đang cần, cái phương pháp đọc hiểu sơ đồ ấy,
phương pháp rất là hay mà em muốn chia sẻ cho mọi người. Thì chắc chúng ta sẽ đợi trong một thời gian ngắn nữa, được ạ? Vâng. Thì các anh nào mà chưa được liên hệ thì em sẽ để khóa sau, để sau đợt này nhé, chắc sang tuần thì để em để em có thể chia sẻ được cho những anh em chúng ta đã được nhận tranh trước, được chưa? Sau những mong anh em thông cảm, cũng chả biết nói gì cả. À thì cái số cái tiền mà hôm trước mọi người đã ủng hộ trong cái chương trình dịch Covid thì em đã cũng là bảo là hiện tại đã ngừng lại, ngừng kêu gọi mọi người ủng hộ rồi nhá, ngừng kêu gọi ủng hộ nhá, đừng ai nhắn tin số tài khoản đấy, mà chuyển cho em là em không trả lại đâu, được chưa? Không trả lại đâu nhá, nên là đừng anh em nào chuyển nữa. Rồi thì cái số tiền đó thì em đã ủng hộ đến tất cả là 5 trường học. Hiện tại là bên công tác đoàn xã đã ủng hộ đến 7 trường học cơ. Hôm trước mới là chỉ được 5 trường, còn 2 trường nữa thì chắc là 1-2 hôm nữa thì em sẽ đi trực tiếp đi ủng hộ tại 2 trường đó. Được, tức tổng chúng ta đi ủng hộ được là 7 trường nhá, 7 trường trên địa bàn. Đấy ạ. 7 trường trên địa bàn chứ không phải là 5 trường, nó 5 trường là hôm trước là không kịp thời gian để đi nữa, thế là chỉ được 5 trường. Và cái số quỹ đó là được 8.742.000 thì đã mua được số lượng cái bên công tác đoàn đã mua được tất cả là em không nhớ được số lượng chai dung dịch sát khuẩn đấy, em không nhớ rõ lắm, không được số lượng bao nhiêu, nhưng mà sẽ chia sẻ được đến mỗi một lớp là một chai nhé, mỗi một lớp là một chai, không phải là dùng chung hay là tặng riêng trường đâu, tặng riêng mỗi một lớp là một chai, hiểu chưa mọi người, mỗi một lớp là một chai, nên là tổng số lượng cũng rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh em đã chung tay ủng hộ xây dựng đến một cái quỹ để ủng hộ đến cái chương trình phòng chống dịch. Thực ra là em muốn chia sẻ đến các cái thiết thực nhất, nhưng không phải là chúng ta ủng hộ đến một cái quỹ chung thì nó không mang lại cái giá trị gì cho cộng đồng cả, được chưa? Rồi, cảm ơn mọi người. Thôi thì chúng ta bắt đầu vào bài học thôi nhá. Chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về hệ thống khởi động, thì bản chất của hệ thống khởi động như thế nào, có bao nhiêu kiểu điều khiển, đúng không ạ? Có rồi gì, ECM cần điều khiển gì, điều kiện gì, và ECM điều khiển như thế nào thì chúng ta cũng được. Vâng, cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào bài hôm nay. Thì cái hình ảnh mọi người nhìn thấy em chia sẻ cái bức ảnh đằng sau em chưa ạ? Chúng ta lên học hiểu. học hiểu là đây là gì, chúng ta sẽ học về cái phương pháp tìm hiểu trên sơ đồ. Được chưa? Rồi chào mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài hôm nay luôn ạ, cũng không để mất thời gian của mọi người. Hôm nay em hơi bị mất khản tiếng ấy. Hôm nay hơi bị khản tiếng ấy. Rồi thì chúng ta sẽ bài ngày hôm nay. Được chưa? Bài hôm nay là bài hệ thống khởi động. Vâng, thì mọi người nhận được cái bức tranh vừa rồi đã thấy nó nhiều anh em cũng nhận được bức tranh ấy, nhiều anh em đang có rất nhiều câu hỏi. Em cứ để cho mọi người cứ trao đổi với nhau, thì sau những cái buổi vài buổi nữa thì mọi người sẽ khai thác được cái bức tranh mà nhiều anh em đang hỏi là cái đấy là cái gì hay nó như thế nào, thì sau chỉ vài buổi nữa thì em chia sẻ cho mọi người cách phương pháp đọc cái sơ đồ đấy, thì mọi người sẽ thấy được cái bức tranh nó rất là hay, thấy chưa? Rất là hay và dễ hiểu thôi. Chẳng qua như hôm nay có một anh hỏi ấy, thì em sẽ nói là có anh hỏi ấy, và cái bức tranh ấy thì em chia sẻ và để mọi người bàn luận, sau đó chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bài hôm nay. Rồi. Chào mọi người, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài hôm nay là bài hệ thống khởi động trên xe thế hệ mới, được chưa? Vâng. Hệ thống khởi động trên xe thế hệ mới. Thì bản chất của hệ thống khởi động là như thế nào, được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu được tất cả các loại điều khiển trên xe, hệ thống khởi động trên tất cả các dòng xe hiện tại bây giờ, từ cũ nhất cho đến mới nhất, đúng không ạ? Mới nhất thì cũng đang hiện tại đến cũng là smart key là mới nhất thôi, cũng chưa có công nghệ nào hơn, đúng không ạ? Công nghệ điều khiển như dòng xe lít, như hôm nay em chia sẻ với mọi người là dòng xe lít là điều khiển qua SU đấy, thì nó bản chất là như thế nào. Thì chúng ta bắt đầu. Thì hệ thống khởi động chúng ta có 7 cái mục đích và yêu cầu, được chưa? Vâng, ok anh, nhiều anh em vẫn đang đợi tranh đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn, mọi người có nhìn được cái 7 cái mục đích này không ạ? Em hôm nay em hơi khản tiếng nên em không muốn đọc lại, thì nó hơi đang bị khản tiếng nên không muốn đọc lại ạ. Rồi, thì em chia sẻ thêm là
Cái 7 cái mục đích và yêu cầu của hệ thống khởi động trên xe thế hệ mới là gì? Thứ nhất là điều khiển thời điểm, thời gian khởi động theo ý muốn qua thông qua một nút ấn. Tức là chúng ta chỉ cần ấn một nút ấn trên nút khởi động, gọi là nút khởi động, thì chúng ta chỉ cần ấn bất kỳ lúc nào và thời điểm nào do chúng ta nhu cầu, đúng không ạ? Thì đấy là một cái yêu cầu của con người. Và thứ hai là an toàn bền vững cho thiết bị điều khiển của các hệ thống khi làm việc với dòng điện lớn. Ví dụ như là chúng ta thấy là gì, chúng ta sẽ phải dùng cái công tắc điều khiển của chúng ta ấy, cái nút ấn điều khiển của chúng ta điều khiển qua dơ le, và điều khiển là tức là dùng qua dơ le điều khiển trung gian để làm gì ạ? Để dùng một dòng điều khiển nhỏ điều khiển một dòng điện lớn hơn để bảo vệ cái thiết bị của chúng ta. Nếu chúng ta điều khiển trực tiếp qua cái công tắc khởi động của chúng ta thì chỉ có 1 đến 2 lần là công tắc khởi động của chúng ta sẽ bị cháy, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là một cái để an toàn và bền vững cho thiết bị thì nó là yêu cầu thứ hai. Và yêu cầu thứ ba là đảm bảo cho người an toàn cho người lái xe khi khởi động, đúng không ạ? Đấy là có nghĩa là như mọi người thấy là gì, khi chúng ta ở cái trạng thái như là ví dụ những cái xe thông minh thì không nói gì, những cái xe phun xăng điện tử rồi thì chúng ta không quan, thì nó rất là nhiều yêu cầu. Nhưng chúng ta quan tâm vào những cái xe cơ khí ngày xưa, ví dụ như những cái chiếc xe ga đầy chế cơ ấy, cũ ngày xưa chưa sử dụng phun xăng điện tử ấy, thì nó đã có một cái hệ thống, nó là phanh tay, đúng không ạ? Bóp phanh tay. Và thứ hai nữa là gì, nó công tác chân chống phụ. Đấy, đó là những tính năng mà để bảo vệ cho con người khi lái xe, tức là an toàn khi khởi động, đấy ạ. Đó tính năng, đó là yêu cầu của con người. Đến tiếp theo là chức năng thứ năm, mục đích thứ năm là gì, bảo vệ an toàn khi ở vị trí bất thường. Tức là chúng ta thấy là có cái cảm biến vị trí góc nghiêng ấy, đúng không ạ? Khi những cái đời xe ngày xưa mà chúng ta khi bị đổ xe lật xe thì chúng ta dựng xe lên chúng ta đề khởi động cũng không thể khởi động được, thì đó là những cái tính năng mà bảo vệ con người, bảo vệ tài sản, đúng không ạ? Tiếp theo là chức năng thứ sáu là để đảm bảo an ninh, tức là hạn chế chống trộm, như là bảo mật chìa khóa. Có như ở xe Piaggio, khi chúng ta mất bảo mật chìa khóa thì chúng ta bật lên chúng ta đề. Có những xe đời cũ như là xe chế cơ ấy, cơ khí ngày xưa thì là xe có bảo mật chìa khóa của dòng xe Piaggio nhé, có bảo mật chìa khóa thì chúng ta vẫn đề được, nhưng nó sẽ mất cao áp, tức là gì, nó không cho khởi động, lúc đấy bảo vệ tài sản của chúng ta. Và đến thời điểm bây giờ là chúng ta có sử dụng đến những hệ thống thông minh, tức là hệ thống smart key, nó cũng là bảo vệ tài sản, được chưa? Rồi tiếp theo là cái chế độ thứ bảy là hỗ trợ nâng cấp chế độ khởi động khi xe ngừng nghỉ tạm thời, idling stop ấy. Thì mọi người thấy là khi chúng ta dừng xe 3 giây tắt máy ấy, thì đó chính bản chất ấy, không phải là xe dừng, động cơ dừng như Honda chia sẻ đâu, mà là xe dừng thì động cơ nó tắt hoàn toàn, nhưng nó ở chế độ khởi động của nó chỉ cần lấy một tín hiệu, đó là tín hiệu của cảm biến TP thôi, đấy ạ. Lấy tín hiệu cảm biến TP, khi góc mở TP lớn hơn 1 độ thì bắt đầu nó chuyển sang trạng thái khởi động, nó bản chất là như vậy thôi. Nó không còn tín hiệu bóp phanh ở nút đề nữa, mà chỉ cần lấy tín hiệu của TP là bắt đầu nó chuyển sang trạng thái khởi động. Bản chất là của hệ thống idling stop là như vậy, được chưa? Rồi thì đây là cái bảy cái yêu cầu và mục đích của hệ thống khởi động trên xe thế hệ mới, tức là yêu cầu của con người, được chưa? Yêu cầu, nhu cầu của con người, thì sau này chúng ta sẽ cần những cái nhu cầu lớn hơn. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái hệ thống này, đi vào hệ thống thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển sang cái hệ thống kiểu điều khiển thứ nhất. Thì cái kiểu điều khiển này thì chúng ta đã cách đây bao nhiêu năm rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn sử dụng cái hệ thống này trên những dòng xe của xe số đấy, dòng xe số, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng một cái hệ thống kiểu điều khiển đơn giản nhất, đó là cái nút đề của chúng ta, được chưa? Nút đề của chúng ta điều khiển cái cuộn hút của đây, cuộn dây của dơ le. Thì là ra một cái tiếp điểm. Mọi người để ý là gì? Khi chúng ta làm việc ấy thì tất cả một cái hệ thống hay một cái sơ đồ mạch điện nào cũng bao giờ phải kín mạch thì làm sao ạ? Thì mạch bắt đầu mới hoạt động. Thì ở đây nó chúng ta cái kiểu điều khiển của ngày xưa chúng ta cái kiểu số 1 là kiểu cơ bản nhất và ai cũng có thể làm được rồi, bao nhiêu năm nay nó vẫn vậy, nó không thay đổi với những cái dòng xe số, đúng không ạ? Xe số ngày xưa thì vẫn là điều khiển mát hoặc điều khiển dương, thì bản chất là như vậy thôi, được chưa? Thì điều khiển cái cuộn hút của dơ le, thì dơ le sẽ được điều khiển là gì, đóng cái tiếp điểm cho cái motor đấy, được chưa? Thì điều khiển thứ nhất này rất đơn giản thôi, không có gì cả. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chia sang kiểu điều khiển thứ hai. Thì kiểu điều khiển thứ nhất này thì mọi người không thấy là lạ, đúng không? Bao nhiêu năm nay rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo kiểu điều khiển thứ hai, tức là thì khi chúng ta chuyển sang cái hệ thống là hệ thống của xe ga ngày xưa ấy, xe ga mà vẫn là sử dụng, xe tay ga mà vẫn sử dụng cái chế hòa khí, ấy, chế cơ. Vâng, chế cơ thì chúng ta vẫn thấy là gì, chúng ta vẫn là sử dụng cái điều khiển, bây giờ là hiện tượng là gì, chúng ta thấy là cái sơ đồ khối của nó rất là gì, nó tính thêm một mức độ an toàn hơn, tức là ngày xưa chỉ có mỗi nút đề thôi. Là khi chúng ta nổ máy, mọi người thấy là gì, khi những cái xe cơ ngày xưa ấy, khi chúng ta nổ máy chúng ta ấn đề thì vẫn thấy là motor đề vẫn quay, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy là gì,
chúng ta thấy là ở đời sau này nó hiện đại hơn, con người nó cái người thiết kế người ta thấy nhu cầu con người nó cao hơn, tức là sử dụng đến cái mức độ an toàn hơn, tức là chúng ta phải bóp phanh vào để chống khi chúng ta ga đột ngột, tăng ga đột ngột nó sẽ bị chồm ga, gây ra hiện tượng là gì, nó không an toàn đến đến với con người người điều khiển xe. Thì bắt đầu nó người ta đã tính đến cái mức độ là tính toán đến là sử dụng thêm công tắc phanh tay, khi chẳng may mà xe chúng ta đang ở treo ở trạng thái là bị rồ ga, đúng không ạ, bị rồ ga thì nó sẽ bị chồm ga và nguy hiểm đến con người. Thì bản chất cái sơ đồ nguyên lý của nó như vậy. Như đây thì chúng ta đã có sử dụng, như hôm trước cái buổi đầu tiên em chia sẻ cho mọi người là chúng ta sử dụng cái hàm hoặc và hàm vá cái trên sơ đồ mạch điện. Thì bản chất là chỉ gì, khi chúng ta cắt cái nguồn điện này ra thôi, cho chia ra làm nhiều loại dạng công tắc để dạng công tắc, bản chất là gì, chúng ta phải kết hợp nhiều loại nhiều nhiều thao tác cùng một lúc thì bắt đầu mới là gì ạ, đủ điều kiện cho điều khiển. Thì mục đích của nó chỉ là gì, an toàn thôi, được chưa? Đây là cái sơ đồ khối gồm có công tắc đèn phanh này, công tắc phanh tay, rồi nút khởi động, rồi giơ le đè. Thì đây mọi người nhớ như cái ta một cái phần này, chúng ta chia làm là tín hiệu điều khiển, được chưa? Đây là tín hiệu điều khiển và tiếp theo là điều khiển trung tâm. Cái này thì không phải điều khiển trung tâm đâu, nó là chỉ là điều khiển trung gian thôi, giơ le gọi là điều khiển trung gian. Còn tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang một dạng điều khiển nữa thì mới chúng ta mới gọi là điều khiển trung tâm. Thì đây là giơ le và cơ cấu chấp hành nó là gì, nó là motor đè. Thì bản chất là như vậy thôi, những cái này thì mọi người làm lâu năm rồi. Thì chúng ta tiếp tục chuyển sang một cái hệ thống, cái điều khiển, kiểu điều khiển thứ ba. Được chưa? Kiểu điều khiển thứ ba mà mọi người đang quan tâm nhất là cái phần này. Và chúng ta cần phân tích vào trên sơ đồ ở cái hệ thống số 3 này. Thì mọi người thấy là phức tạp hơn chưa? Đầu tiên là chúng ta chỉ thấy mỗi một cái nút ấn này, một cái giơ le và một cái motor đề. Thì sau khi chuyển sang giai đoạn điều khiển thứ hai thì nó sẽ có thêm công tắc đèn phanh. Thì đời có một, có những đời nó sẽ dùng công tắc chân trống, nhưng mà em thì lấy đơn giản thôi. Thì đây chúng ta điều khiển thứ ba thì chúng ta sẽ cần rất nhiều yếu tố. Đây là các tín hiệu đầu vào này, được chưa? Các tín hiệu đầu vào, mọi người phân ra nhé, tín hiệu đầu vào nó gồm có công tắc đèn phanh và nút ấn để đưa cái mục đích đấy, mục đích tí nữa em phân tích sơ đồ cho mọi người sẽ nó dễ hiểu hơn. Là chúng ta nhìn thế này thì mục đích ở đây chúng ta sẽ làm gì, dẫn cái đường điện là 12V gửi về ECM. Như em đã chia sẻ cho mọi người, ECM chỉ hiểu điện áp, không hiểu một cái gì mà khi thao tác chúng ta là bóp phanh hay ấn đề thì cái ECM nó không hiểu cái thao tác đó, nó chỉ là hành vi nên là ECM nó không hiểu. ECM nó chỉ quan tâm là đưa cho nó cái điện áp do người thiết kế lập trình làm cho nó đủ điều kiện là bắt đầu nó làm việc, được chưa? Bản chất của ECM như vậy thôi, tất cả các tín hiệu nào hay tất cả các chương trình khác cũng đều như vậy, được chưa? Thì đây chúng ta cùng phân tích thêm cái sơ đồ. Cái điều kiện của ECM này là gì, khi chúng ta điều khiển qua ECM những cái xe đời mới bây giờ đấy, đúng không ạ, thì tất cả mọi người đều kiểm tra được các cái tín hiệu như sau. Tín hiệu của công tắc khởi động, tức là mình đã bóp phanh ấn đề chưa, thì trên máy chẩn đoán chúng ta đã nhìn được rồi. Thì rất là tại sao em nói là chúng ta chỉ nhìn trên máy chẩn đoán thôi và phương pháp tra cứu sơ đồ, chứ không đừng có nhớ màu dây. Thì chúng tại vì sao ấy, thì em phân tích trên sơ đồ, được chưa? Rồi thì ở đây này, cái mục đích của ECM này, mục đích của ECM, nếu anh em nào nhìn trên sơ đồ nguyên lý sẽ biết ngay được cái ECM này nó cần điện áp là dương hay điện áp là gì, dập mát, tức là điện áp cấp cho nó một cái nguồn điện 5V 12V vào thì nó tự động nó sẽ hiểu được là đã bóp phanh vấn đề, được chưa? Cái mục đích như vậy. Rồi thì ECM này, ECM nhá, bắt đầu chúng ta cùng phân tích về ECM. ECM này, ECM này cứ điều khiển trung tâm, được chưa? Có điều khiển trung tâm. Thì ECM cần điều kiện gì trong hệ thống khởi động? Thì thứ nhất, mọi người thấy là hệ thống an toàn rồi. Thứ nhất là chúng ta cần là phải bóp phanh, đúng không ạ? Bóp phanh nhấn đề. Là mục đích là như thế nào? Là mục đích là bóp phanh là chúng ta thấy là gì? Cái đưa cái nguồn điện 12V cho rồi ạ, cho phanh trước, nó có nghĩa là phanh tay hoặc phanh bên trái hoặc phanh bên phải đều được. Để mục đích là gì? Dẫn cái nguồn điện 12V đi qua công tắc đèn phanh, tiếp theo là đi qua công tắc nút đề, được chưa? Đi qua nút đề để mục đích là gì? Đưa cái 12V vào chân số A7. Chân số A7, được chưa? ECM nó lập trình là gì? Chân số A7 có tín hiệu 12V. Thì nó sẽ báo gửi về cái tín hiệu cho trên máy chẩn đoán chúng ta. Anh em nào có máy chẩn đoán rồi chúng ta sẽ nhìn rất là dễ. Thì chúng ta sẽ nhìn được là gì, trạng thái có gì on off ở trên cái trạng thái khởi động ấy. Mọi người cứ nhìn thông số ở trên máy chẩn đoán đã nhìn thấy được là trạng thái khởi động on off. Tức là khi chúng ta bóp phanh ấn đề thì nó sẽ chuyển trạng thái on off. Là như vậy thì chúng ta đã kiểm tra được cái gì, chất lượng của các tín hiệu điều khiển này rồi. Chúng ta đừng mò nữa, khi chúng ta mất không khởi động được thì chúng ta đừng vội mà chúng ta nhảy vào chúng ta tháo hết xe ra để mất thời gian của chúng ta. Được chưa? Chúng ta kiểm tra trên máy chẩn đoán trước. Thì đấy là một cái điều kiện để cho ECM nó là hoạt động, được chưa? Thì tiếp theo chúng nó cần một điều kiện nữa là gì? Điều kiện là công tắc chân chống phụ. Đấy, được chưa? Công tắc chân chống phụ. Nhiều anh em là chúng ta thấy là gì? Cái bản chất này. Thì khi chúng ta đọc được cái sơ đồ thì chúng ta sẽ thấy được là
là cái sơ đồ này, chúng ta nhìn được cái chân số 7 này là điện áp bao nhiêu này, để chợ tí nữa em phân tích sâu hơn. Thì cái phần này thì chỉ chúng ta chỉ được khái quát qua thôi, để chợ có thể nó dài dòng hơi khó hiểu, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ phân tích vào sơ đồ thì cực kỳ dễ hiểu. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ cần một điều kiện nữa này, khi chúng ta bóc phanh ấn đề đưa 12V vào chân số A7, chân số A7 này nó đã nhận điện 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 áp 12V thì tức là nó đã hiểu là bóc phanh ấn đề rồi, được chưa? Đã hiểu được là một điều kiện đã đủ. Thì tí nữa tại sao ấy. Vâng, thì tiếp theo chân số A18 thì ở đây mọi người thấy là một chân chân này. Ở đây ký hiệu là mát, tức là mát này mát bất kiểu mát đất hay là còn gọi là mát khung chung trên xe đấy, chúng ta hay gọi là mát khung bắt ở trên xe. Thì chúng ta có thể lấy bất kỳ một cái mát nào cũng được, chúng ta cấp vào đây. Thì khi chân số A18 này chúng ta chỉ cần là gì? Dí nó ra mát là được, không cần thiết phải qua công tác chân trống, thì để chúng ta thử. Khi hai điều kiện này đủ rồi, được chưa? Chân số A7 có 12V, chân số A18 về 0V thì tức là gì? E-sen nó hiểu là đã đủ điều kiện. Khi đó thì bắt đầu nó sẽ là dập mát cho cái dơ le khởi động của chúng ta, quận hút của dơ le khởi động, được chưa? Đấy, bắt đầu nó đóng mát cho chân này, chân số 32. Thì bắt đầu là gì? Cái mạch dơ le khởi động của chúng ta bắt đầu kín thì bắt đầu là gì đó? Nó sẽ sinh ra từ trường và nó hút cái tiếp điểm này ạ. Được chưa? Hút cái tiếp điểm của dơ le này lại thì đóng cái mạch này kín. Khi kín mạch thì bắt đầu motor khởi động hoạt động, được chưa? Bản chất là như vậy thôi. Thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích tại sao ấy. Tại sao chúng ta không, sau này chúng ta không cần thiết phải là gì bóp phanh ấn đề nữa, mà chúng ta chỉ lấy một cái nguồn điện áp chúng ta dí vào cái chân số A7 này. Ví dụ trên xe này nó là A7, còn xe khác nó là vị trí khác, được chưa? Đây là vị trí mà chúng ta cần quan tâm, nó là cái vị trí trên ECM. Ở trên sơ đồ nó sẽ có, được chưa? Rồi chúng ta sẽ cùng phân tích trên sơ đồ. Phân tích trên sơ đồ của nó này. Thì trên đây là chính là sơ đồ nguyên lý của hệ thống sơ đồ nguyên lý động cơ của xe lít 125/2013. Đây mọi người cùng quan sát cái tên của nó. Đầu tiên chúng ta làm thì chúng phải biết được tên của nó là gì đã, được chưa? Rồi, thì đây chúng ta cùng phân tích về hệ thống khởi động. Thì mọi người thấy này, khi rất nhiều anh em hỏi ấy, thì chúng ta phải biết là gì, chúng ta sẽ có cái sơ đồ tra cho chúng ta này. Thứ nhất, chúng ta sẽ phải nhìn cái tên, đây là chính là chú thích của cái thiết bị của chúng ta đang trên sơ đồ mạch điện này. Ví dụ đây là người ta chú thích cho chúng ta biết đây là cái trạng thái, đây là cái nút khởi động, công tắc khởi động và công tắc an toàn, tức là công tắc phanh tay của chúng ta ấy. Ở những cái đời xe như lít 125 trở đi thì nó là công tắc an toàn nhưng không phải công tắc phanh tay nữa, được chưa? Nó là một công tắc riêng biệt. Thì bản chất là gì? Mọi người nhìn trên khai thác trên sơ đồ này. Đây là vị trí chân số A7, được chưa? Đây chân A7. Thì chân A7 này nó nằm ở đâu trên ECM? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng chú thích ở phía dưới. Chúng ta sẽ đếm này, đây là vị trí của khu này là khu của rắc A này, rắc A, được chưa? Thì chúng ta sẽ đếm ở từng thứ tự, từng chân một đến chân số A7. Thì chúng ta xác định được đây là chân A7. Được chưa? Rồi, có một anh bảo zoom to thì rất là hay, được rồi. Thì đây chúng ta sẽ nhìn được cái chân số A7 này, được chưa? Chân số A7 bản chất là gì? Chúng ta là cái chân tín hiệu của khởi động, tín hiệu của công tắc khởi động. Thì chúng ta có thể kiểm tra nó bằng cách là nhìn trên máy chẩn đoán được. Và thứ hai, chúng ta sẽ nhìn được cái chiều điều khiển của cái mạch này như thế nào. Mạch này nó lấy nguồn dương hay là nguồn mát thì chúng ta là để chúng ta biết được đủ điều kiện của nó. Thì đây chúng ta thấy là cái nhìn trên qua cái sơ đồ này, sơ đồ mạch điện thì chúng ta sẽ dò theo chân số A7 này đi đâu này. Đây là qua hai công tắc này, được chưa? Qua hai công tắc này chúng ta dò theo dây điện này, dò theo dây điện này đi đâu, dò đây chưa, được chưa? Đây thì chúng ta đã thấy được là gì, nó chạy lên nguồn dương điện, dương ắc quy, đúng không ạ? Thì khi bây giờ chúng ta chỉ khai thác về, chúng ta chỉ quan tâm về hệ thống khởi động thôi, nên chúng ta không cần quan tâm vào những cái mạch khác, được chưa? Thì ở đây mọi người thấy là cái tín hiệu này là gì, cái tín hiệu này là chỉ cần lấy 12V là thôi, mục đích là đấy. Khi ECM mà thấy là cái ở chân số A7 này, được chưa? Các công tắc này mục đích là dẫn cái 12V vào đây, nằm ở đây. Khi chân số A7 này có 12V thì ECM bắt đầu nó phát hiện được là gì? Mình đã bóp phanh ấn đề, tức là muốn một cái điều kiện đã đủ để cho nó gì? Hoạt động, được chưa? Thì tiếp theo nó sẽ cần đến một cái tín hiệu nữa. Mọi người thấy là gì? Khi chúng ta, mọi người rất là nhiều anh em sửa xe, chúng ta thấy được là có một tín hiệu khởi động thì liên quan đến là gì? Tín hiệu khởi động là thứ nhất. Và thứ hai nữa là công tắc chân trống. Thì công tắc chân trống ở đây chúng ta sẽ nhìn ra một cái sơ đồ này. Được chưa? Chân đây này. Ví dụ như chúng ta sẽ nhìn được đây là cái chú thích cho chúng ta là đây là công tắc chân trống cạnh, được chưa? Thì chúng ta sẽ biết là đây là cái công tắc chân trống cạnh thì nó sẽ có màu dây gì, đi về chân số bao nhiêu, đây là chân số bao nhiêu, được chưa? Và tiếp theo đây là cái tên của cái chức năng của cái chân đấy, tên của chức năng mà anh em là đo, chúng ta có bức tranh sơ đồ của lít 110 sẽ có tên của các cái chân này, được chưa? Các cái tên này nó sẽ đủ viết tắt thì chúng ta cũng chưa cần thiết phải đi sâu vào cái phần tên này, chúng ta quan tâm đến cái số này thôi. Số này chân số 18. Thì thay vì em ở, nếu mà trên xe chúng ta ấy, chúng ta chỉ cần là gì, dí cái chân này, chân số A18 này, mà mục đích là mọi người thấy là xem nó đi đâu, chúng ta nhìn xem nó đi đâu, là
đi đâu, ta theo theo luồn theo dây, thì đến cái điểm này là điểm nối này, điểm nối này, chạy về đây và chạy vào đây, đúng không ạ? Đây là map, map, map cho cấp cho máy chẩn đoán, được chưa? Map cấp cho máy chẩn đoán, bản chất là như vậy thôi. Thì chúng ta có thể lấy ra thì map khung cũng được, không sao cả. Chúng ta lấy ra map khung cũng được. Thì khi chúng ta chỉ cần lấy tín hiệu này, thì tí nữa em phân tích sâu hơn vào cái phần chúng ta vào cái việc mà xem nó hiểu như nào, được chưa? Thì đây chúng ta sẽ có là điều kiện này, chân số A7 có 12V, chân số 18 tự nhiên về 0V. Tại sao nó là 0V ấy? Thì kiểu điều nhiên điều này nó về mát thì điều này phải có dương cấp ra, được chưa? Đầu này phải có dương cấp ra thì khi nó gọi là mức cao mức thấp ấy, thì bây giờ nói mức cao mức cấp nhiều, mức cao mức thấp nhiều anh em sẽ bị loạn. Thì nên là cứ gọi là 0V, được chưa? Về 0V. Về 0V tức là đủ điều kiện cho ECM nó dập mát cho cái tín hiệu khởi động này. Thì đây mọi người thấy này. Cái dơ le 5 chân này, dơ le 5 chân, bản chất của nó là đây là ghi là dơ le khởi động này, dơ le sạc khởi động, được chưa? Khởi động sạc. Đó, thì chân nó là gì? Chân số 32, chân số 32. Khi hai cái chân này, hai cái chân số 7, A7 và chân số 18 đủ điều kiện thì bắt đầu ECM nó sẽ điều khiển dập mát cho cái chân số 32 này. Thì chân số 32 này là gì? Là nguồn, được chưa? Là chân điều khiển của cái cuộn hút của dơ le 5 chân. Đấy, cuộn hút của dơ le 5 chân. Được chưa? Mọi người thấy được không ạ? Đấy, đây cuộn hút của dơ le 5 chân. Thì khi cuộn hút này dơ le 5 chân này sẽ hút, nó sẽ có điện, nó cấp đủ thì bắt đầu nó hoạt động. Hoạt động thì bắt đầu nó đóng cái tiếp điểm từ bên này, từ bên này sang bên đây. Được chưa? Từ hệ thống từ chuyển sang từ trạng thái sạc sang hệ thống, sang trạng thái khởi động, tức là lấy thẳng một nguồn điện này. Mọi người thấy là các cái dây đề, dây khởi động của chúng ta thường nó sẽ chạy trực tiếp về AQ, đúng không ạ? Chạy trực tiếp về AQ chứ không qua thông qua một con cầu chì hay thông qua một cái thiết bị nào khác. Bắt buộc nó phải chạy trực tiếp về về cực dương của AQ. Thì đây mọi người sẽ thấy được cái tiếp điểm này sẽ đóng sang bên này và lấy cái tiếp điểm ở đây. Tiếp điểm ở đây về dương, được chưa? Có nhiều anh em này. Chào anh Quân Cường. Có nhiều anh em là chúng ta thấy là thắc mắc là tại vì sao cái chân số 32 này đứt này. Đây em zoom to lên một chút. Có nhiều anh em thắc mắc cái dây màu vàng của chân số 32 này bị đứt mà vẫn khởi động được, đúng không ạ? Có nhiều anh em thắc mắc ở trên hệ thống đề ACG này, rất nhiều anh em thắc mắc, được chưa? Thì tại vì sao ấy? Thì chân số 32 này nếu mà bị đứt, đúng không ạ? Thì vẫn đề bình thường. Đối với những cái xe nào mà rất dễ khởi động, được chưa? Bấm dễ khởi động tức là nó rất là tốt thì nó bấm chỉ nháy thì đã khởi động được rồi. Thì tại vì sao vẫn đứt cái dây màu vàng này vẫn khởi động được ấy? Thì cái chân B5 này, mục đích là gì? Nó lấy cái tín hiệu đường điện, điện áp này. Thì đầu này nó vẫn về với gì? Dương AQ. Nó vẫn đưa cái nguồn điện 12V về về với chân B5. Được chưa? Nên là gì? Tại sao chúng ta đứt cái dây này ấy? Nó không chuyển từ trạng thái sạc sang trạng thái khởi động. Nó vẫn nể được. Là lý do như vậy. Là lý do là gì? Nó vẫn có nguồn dương mà. Nó vẫn có nguồn dương cấp cho nó. Nên là nó vẫn có thể là gì? Biến đổi thành 3 pha để cho cấp cho cuộn phát ở phía dưới. Được chưa? Trở thành motor. Thì ở đây này. Nhưng mà nó sẽ có hiện tượng xảy ra này, khi cái xe của chúng ta nó bị khó khởi động hoặc là xe bị lâu năm rồi, phải đề dai đề thì mới nổ được, thì nó xảy ra hiện tượng là đứt cầu chì đây chẳng hạn. Khi chúng ta đề chúng ta sẽ bị đứt cầu chì, hoặc là cái dơ le này của chúng ta sẽ bị hoặc cái đường dây của chúng ta sẽ bị yếu, hoặc là bị dai đề, hoặc là cái đề của motor đề của chúng ta, cái phần vô lăng của chúng ta nó không đủ lực để chúng quay, được chưa? Thì bản chất là như vậy thôi. Thì đấy là cái phương pháp để em chia sẻ về cái sơ đồ này. Sơ đồ thôi, tí nữa chúng ta sẽ đi vào cái mạch mà để chúng ta phân tích vào cái hệ thống khởi động nó đơn giản hơn. Thì giai đoạn đầu thì mọi người có thể là hơi khó hiểu một chút, nhưng sau một lúc sau nữa thì chúng ta sẽ nhìn. Có nhiều anh em nào chúng ta đang có bức tranh sơ đồ rồi ấy, chúng ta hãy nhìn vào bức tranh chúng ta vừa học và chúng ta vừa nhìn vào bức tranh thì chúng ta sẽ phân tích được cái bức sơ đồ này. Thì ở đây tất cả bức tranh này chúng ta sẽ có tổng thể gần như trên một chiếc xe, được chưa? Tổng thể một chiếc xe thì nó rất nhiều hệ thống, thì chúng ta đừng quan tâm vào những hệ thống mà chúng ta đang không cần thiết. Chúng ta quan tâm ở đây là chúng ta quan tâm đến hệ thống khởi động, nên chúng ta chỉ cần một vài cái tín hiệu của hệ thống khởi động ở trong bức tranh này thôi, không phải là tất cả bức tranh này chúng ta đều phải nhìn vào, được chưa? Thì sau những anh em mà đã đặt tranh ấy, thì em sẽ có buổi chia sẻ để hướng dẫn mọi người cách đọc, phương pháp đọc bức tranh này, tổng thể bức tranh này chúng ta sẽ nhìn được cái bức tranh này nó như thế nào, rất là hay, được chưa? Thì đây là cái phương pháp mà chúng ta vừa tra cứu sơ đồ. Thì nhiều anh em chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta khi chúng ta không khởi động được, xe của khách hàng đến không khởi động được thì chúng ta nhìn cái đầu tiên chúng ta phải kết nối với máy chẩn đoán trước đã. Thì chúng ta mới trước khi chúng ta nhảy vào chúng ta sờ vào xe, đúng không ạ? Đúng không ạ? Trước khi chúng ta sờ vào xe thì chúng ta phải kiểm tra trước ở trên sơ đồ, trên máy chẩn đoán để chúng ta phân loại ra được cái là cái tín hiệu là gì, công tắc tín hiệu của khởi động vào hay là ECM điều khiển lỗi, được chưa? Đấy là chúng ta phương pháp trên sơ đồ. Thì cái này em chia sẻ qua một chút thôi. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu về cái hệ thống tiếp theo.
Và hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người phương pháp mà cái hệ thống khởi động qua hệ thống Smart Key đối với những dòng xe dùng điều khiển hai nút ấy, thông qua thì SU được chưa? Rồi thì tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ phần đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại trở lại với cái phần nội dung tiếp tục. Rồi thì cái kiểu điều khiển một thứ hai thứ ba của chúng ta vừa được phân tích trên sơ đồ rồi, đúng không ạ? Thì bản chất là gì? Chúng ta chỉ cần đưa cái điện áp vào 12V vào chân số A7 là tự động ECM nó hiểu một điều kiện đã đủ. Được chưa? Ở đây nó còn hai điều kiện. Thì một điều kiện đầu tiên đã đủ. Điều kiện thứ hai là gì? Chân số A18 này. A18 này phải là về gì? Về 0V và A7 này phải có 12V. Thì bắt đầu ECM nó tính toán là đủ điều kiện rồi. Thì bắt đầu nó dập mát cho chân số 32. Thì chân số 32 này là gì? Là mát điều khiển cái cuộn hút của cái gele thôi, được chưa? Thì bản chất như vậy. Gele này lại điều khiển cái tín hiệu cái hai cái tiếp điểm của cái motor đề. Đấy, được chưa? Bản chất là như vậy thôi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ kiểu điều khiển này. Tiếp theo một kiểu điều khiển thứ tư, rất nhiều anh em chúng ta đang làm việc trên với cái chiếc xe của Piaggio, đúng không ạ? Piaggio, được chưa? Piaggio. Thì Piaggio này nó lại phức tạp hơn một chút là nó điều khiển hai đầu. Cả điều khiển cấp nguồn và điều khiển cả dập mát, đúng không ạ? Thì bản chất là gì? Khi cái nhiều anh em chúng ta thấy là gì, những cái đời xe bây giờ ấy, những cái xe của Piaggio ấy, khi chúng ta bị lỗi bảo mật chìa khóa thì tại sao chúng ta không đề được, đúng không ạ? Có những cái đời cũ ngày xưa, đời cơ khí, đời chế cơ ấy, thì chúng ta mất bảo mật, lỗi bảo mật chìa khóa thì chúng ta vẫn đề được, nhưng chỉ mất cao áp thôi. Nhưng những cái đời sau này nó thông minh hơn, nó thấy là gì, chúng ta đề lên thì cũng vô nghĩa thôi, nên là gì, nó tránh tình trạng là khi đề nhiều chúng ta sẽ bị hỏng, hư hại động cơ, được chưa? Lỗi về động cơ, nên là nó sẽ gì, bây giờ nó thông minh hơn là nó cắt đi cái tín hiệu khởi động đấy. Thì nên là nhiều anh em mà chúng ta cứ nhìn khi xe dắt đến mà không thấy lỗi khởi động thì chúng ta cũng phải kiểm tra qua một phần, đó là lỗi bảo mật chìa khóa hay không, bảo mật chìa khóa có tốt hay không, được chưa? Đã đủ điều kiện chưa? Thì bắt đầu này, chúng ta cũng phân tích trên hệ thống khởi động trên dòng xe Piaggio, nó sẽ điều khiển hai đầu. Điều khiển là gì? Chúng nó sẽ cấp cái nguồn điện qua công tắc phanh, công tắc khởi động này, nút đề này đến với cái gì, giơ le khởi động của chúng ta. Nhưng không phải như dòng Honda của chúng ta là gì, chúng ta sẽ điều khiển, một là điều khiển cuối nguồn, hai điều khiển đầu nguồn. Nhưng ở đây nó sẽ điều khiển cả đầu nguồn và điều khiển cả cuối nguồn. Điều nguồn là gì? Nó sẽ cấp cái nguồn điện 12V vào cuộn hút của gele và sau đó phải đợi qua ECM. Đây là Piaggio thì gọi là MIU nhá. Thì em đang đây này, chú thích là em xe ECM rồi. Chứ gọi MIU. MIU thì sau đầu là gì? Khi cái nguồn điện 12V là chạy về MIU. MIU nó sẽ so sánh, thứ nhất là gì? Bảo mật chìa khóa đã được chưa? Thứ hai nữa là cái chân số 1, tức là ví dụ đây là chân số 1 đi, là gì, cái chân công tắc chân tín hiệu chân công tắc chân trống đã về 0V chưa chẳng hạn, được chưa? Khởi vạn đã về 0V chưa thì là đủ điều kiện rồi, thì bắt đầu nó dập mát cho chân số 10 chẳng hạn. Đây là em ví dụ hai cái chân này thôi chứ không phải là trên xe nó là chân số 1 và chân số 10, được chưa? Thì đấy là cái phương pháp mà chúng ta phân tích trên sơ đồ, nó rất đơn giản thôi. Thì ví dụ như là anh em nào chúng ta kiểm tra một cái xe này nó không đề được chẳng hạn, xe không đề được lỗi bảo mật chìa khóa ok rồi mà tại sao nó không đề được, thì chúng ta kiểm tra trên máy chẩn đoán thì đời này nó sẽ không cho nhìn cho chúng ta biết được cái tín hiệu khởi động, mà chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì, nó là gì, cái công tắc chân trống đã tốt chưa. Và tiếp theo chúng ta đo tại chân số, nếu mà đo ấy chúng ta chỉ cần đo một hai điểm chúng ta xác định được thôi. Thứ nhất là gì, chúng ta bóp cái chân số âm chân 10 này, ví dụ chân đây chân 10 trên con MIU, thì em sẽ đo tại chân 10 này, lấy đồng hồ chuyển sang thang đo DC điện một chiều khoảng 20V, được chưa? Chúng ta lấy que đỏ cắm vào chân số 10 này và que đen ra mát, và một nữa là gì, sử dụng một bạn kỹ thuật nữa là chúng ta bóp phanh nhấn đề. Thì khi cái đó phải đưa cái dẫn điện là gì, mục đích là dẫn cái điện 12V này, 12V qua đây qua cuộn hút thì về đây, nó phải có 12V. Nếu không có 12V thì bắt đầu chúng ta lại phải tiếp tục kiểm tra ngược lại ở đây, phân đoạn ra, đừng kiểm tra từng đoạn, đừng kiểm tra một lúc quá nhiều địa điểm, được chưa? Chúng ta phân đoạn ra, ví dụ đây là có không có 12V, được chưa? Thì tiếp tục chúng ta phải kiểm tra đến cái đầu nguồn trước của gele, biết đâu con gele này của chúng ta bị đứt cuộn dây này trong sao, đúng không ạ? Thì chúng ta kiểm tra tiếp một điểm này chẳng hạn, ví dụ như vậy thôi, đây là ví dụ thôi, được chưa? Rồi thì đây là cái kiểu điều khiển của gì, Piaggio, dòng xe Piaggio, được chưa? Thì vừa rồi chúng ta đã thông qua được 4 kiểu điều khiển rồi, còn một kiểu điều khiển mới nhất mà mọi người đang thắc mắc, đang cần quan tâm đến nhất, đó là cái hệ thống Smart Key, đúng không ạ? Rất nhiều anh em chúng ta đang thấy là gì, chúng ta không khởi động được xe đến dắt đến mà không khởi động được, là rất là hoang mang, rất là sợ, không biết là kiểm tra thế nào. Khi chúng ta tháo hết ra chúng ta đo thì bắt đầu thấy cái sơ đồ ở đây rồi. Chúng ta chưa phân tích vào trong cái phần đấy vội nhá, chúng ta tiếp tục quay lại những cái phân tích của sơ đồ này.
Được chưa? Rồi đây là hệ thống bảo mật của hệ thống của Piezo. Rất nhiều anh em có khi còn vẫn chưa được tiếp cận đến cái Piezo này. Thì bản chất của hệ thống này thì chúng ta quan tâm đến cái hệ thống này, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu đi vào cái hệ thống nguyên lý, được chưa? Nguyên lý và điều kiện của eSIM như sau. Đây là cái điều kiện của eSIM, được chưa? eSIM ví dụ như những chiếc eSIM của chúng ta hay quan tâm, đó là những cái chiếc xe như là của dòng Honda hay là tất cả cái thông số tất cả các dòng xe hiện tại bây giờ đang sử dụng cái phương pháp như thế này, được chưa? Đó là gì? Cái eSIM nó cần điều kiện. Ở đây là điều kiện. Ví dụ những cái đời này nó chỉ cần hai điều kiện. Thứ nhất là điều kiện của nó là gì? Cái vừa rồi chúng ta thấy là cái tín hiệu khởi động, tức là bóp phanh ấn đề. Thì mục đích mọi người cái thao tác của mọi người làm ấy, bóp phanh ấn đề thì eSIM nó không hiểu cái gì hết. Nó không hiểu, được chưa? Nó không hiểu một cái thao tác nó là cái gì cả. Bản chất là gì? Chỉ cần điện áp thôi. Mọi người nhớ là eSIM chỉ hiểu điện áp thôi, được chưa? Nên là chúng ta chỉ cần đưa cho một cái điện áp vào đây là tự động nó sẽ hiểu được. Hoặc là ví dụ như là tí nữa em sẽ phân tích trên sơ đồ, em chỉ cần một tín hiệu em cấp cho nó một nguồn điện vào là tự động nó sẽ khởi động được, không cần thiết là chúng ta phải bóp phanh ấn đề nữa, được chưa? Thì đây là cái điều kiện là gì? eSIM ví dụ những cái dòng xe thông dụng nhất bây giờ chúng ta đều sử dụng hai cái điều kiện như thế này, hai điều kiện như này nhé. Còn cái việc mà ví dụ như là không lan man, thực ra là thì chúng ta sẽ thấy được là cái điều kiện thứ nhất là công tắc khởi động, được chưa? Công tắc khởi động là gì? Mục đích là dẫn cái 12V đến với chân này gì, chân tín hiệu khởi động. Tiếp theo một cái chân nữa là gì? Chân tín hiệu của công tắc chân trống. Thì công tắc chân trống này thường là dập mát, được chưa? Thường là dập mát. Đấy, bản chất là dập mát thôi, không có gì cả. Thì chúng ta chỉ cần là gì? Chúng ta không cần thiết chúng ta phải cầm kiểm tra đến là cái công tắc mục đích của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn thử ấy thì anh em có thể là dí cấp cho nó cái nguồn điện 12V và ví dụ như trên eSIM này nó chân là số 7 là chân tín hiệu khởi động. Thì chúng ta chỉ cần lấy 12V chúng ta cấp vào đây cùng nguồn nhá, tức là cùng cái hệ thống trên hệ thống, tức là 10 nguồn 12V trên hệ thống cấp thẳng vào chân số A7 này thì eSIM tự động nó sẽ hiểu là điều kiện số 1 đã đủ. Được chưa? Điều kiện số 1 đã đủ. Và tiếp theo nó hỏi cái điều kiện số 2. Điều kiện số 2 là gì? Là công tắc chân trống tại bao nhiêu ạ? Tại chân số A18 này đã có 0V chưa? Tức là gì? Nó sẽ đi hỏi hai cái điều kiện này. Nếu hai điều kiện trên này đã đủ rồi thì bắt đầu nó sẽ eSIM nó được lập trình rồi. Có đủ điều kiện thì bắt đầu nó sẽ dập mát cho chân số 32. Được chưa? Chân 32 này là gì? Là mát của quận hút thôi. Được chưa? Mát của quận hút. Thế thôi, bản chất là như vậy thôi. eSIM chúng ta chỉ cần như vậy, hiểu nó vào là gì? Tín hiệu đầu vào là gì? Tín hiệu đầu vào là gì? Nó cần hai điều kiện. eSIM là gì? eSIM cần điều kiện. Và gì? Cơ cấu chấp hành là cơ cấu chấp hành đợi cho eSIM nó dập mát cho nó thôi. Mọi người nhìn trên sơ đồ ấy, mọi người sẽ thấy được là eSIM chủ yếu là cơ cấu chấp hành chủ yếu là dập mát cho cơ cấu chấp hành, eSIM điều khiển mát, được chưa? Rồi. Đây là cái mà điều kiện quan trọng nhất nha mọi người nha, trong hệ thống khởi động thì chúng ta chỉ cần hai cái tín hiệu này là chúng ta sẽ phân tích được ra về hệ thống khởi động trên dòng xe phun xăng điện tử thôi. Tất cả các hệ thống khởi động được bây giờ, được chưa? Thì tí nữa cái hệ thống khởi động của trên dòng xe sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key loại điều khiển hai nút ấy thì cực kỳ đơn giản, được chưa? Cực kỳ đơn giản. Đơn giản hơn rất nhiều. Rồi, thì bây giờ chúng ta lại cùng phân tích vào trên sơ đồ, được chưa? Phân tích trên sơ đồ. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Có phân tích trên sơ đồ nhá, em cùng phân tích trên sơ đồ này. Ví dụ như trên sơ đồ này, được chưa? Thì bây giờ mọi người sẽ đọc cho em cái sơ đồ này. Rất nhiều anh em chúng ta đã in rồi, in cái bức tranh sơ đồ này rồi, treo lên rồi. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ khai thác cái bức tranh này dần ra. Sau những buổi sau thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cái phương pháp đọc hiểu cái sơ đồ này. Các cái thông tin này là cái gì, cái dây, cái màu này, cái chữ này là cái gì và cái đây là cái gì. Và cái nguồn điện, tại sao em nói là nhìn trên cái sơ đồ này biết ngay chân này điện áp bao nhiêu, chân này điện áp bao nhiêu và chân các cái chân này điện áp bao nhiêu. Đây là tín hiệu hay là như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn được trên sơ đồ được ngay, được chưa? Chúng ta phải có phương pháp đọc. Được chưa? Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái hệ thống khởi động hôm nay chúng ta. Được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là eSIM của chúng ta đang là gì? Đang hoạt động bình thường nhưng mà không khởi động được. Thì có thể chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách trực tiếp nhanh nhất, chẳng hạn như chúng ta sẽ tìm ở đây này. Nếu anh em là chúng ta kiểm tra trên máy chẩn đoán rồi thì nó rất là dễ. Chúng ta sẽ nhìn được cái tín hiệu là chân số A7 này, mục đích là gì? Chúng ta bóp phanh ấn đề thì cái trạng thái trên máy chẩn đoán nó ghi là đã on off chưa? On off chưa? Nếu on off rồi thì tức là đã tín hiệu khởi động này chúng ta tốt rồi, đừng kiểm tra nữa, được chưa? Mất thời gian của chúng ta thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy công tắc chân trống. Công tắc chân trống ở trên gì? eSIM nó đã gì dập mát chưa? À đã on off chưa? Được chưa? Đã on off chưa? Nhưng bản chất của eSIM ấy nó chỉ hiểu là 0V, 5V, 0V, 5V hoặc là 0V, 12V, 0V, 12V chẳng hạn, nó là gọi là mức thấp, mức cao, mức thấp, mức cao, được chưa? Đó là cái tín hiệu về eSIM. eSIM nó chỉ hiểu điện áp thôi. Thì hai cái tín hiệu này mình đã kiểm tra được bằng cách là nhìn trên máy chẩn đoán được rồi. Được chưa?
Rồi tiếp theo bây giờ em không cần thiết hai cái tín hiệu này nữa mà em sẽ lấy cái tín hiệu này. Được chưa? Em lấy thẳng chân tín hiệu chân số 32, tức là chân điều khiển cái cuộn hút của dơ le khởi động, dơ le sạc khởi động, dơ le 5 chân. Thì em lấy cái chân số 32 này em dập thẳng ra mát thì tự nhiên cái dơ le này nó sẽ hít. Được chưa? Hít sẽ tiếp điểm này sẽ đóng sang bên này. Thì lấy cái tín hiệu ở đây. Mọi người cứ thử xem cái dòng xe hệ thống khởi động ACG ấy, chúng ta chỉ cần lấy cái tín hiệu này. Chân số 32 này, ví dụ ở trên xe này nó là chân số 32, còn xe khác nó là chân khác nhá. Đừng nói là bây giờ cứ lấy chân 32 chúng ta dập ra. Thì lấy chân số 32 ở chân mát của cái cuộn hút này chúng ta dập thẳng ra mát thì tự động cái gì? Tự động xe chúng ta khởi động ngay. Được chưa? Không cần thiết chúng ta phải lấy cái tín hiệu này làm gì cả. Đấy là cái phương pháp mà chúng ta nhìn ở trên này chúng ta dám làm. Được chưa? Dám làm đây. Đó, thì tí nữa em lại hướng dẫn mọi người một cái phương pháp nữa rất là hay. Chúng ta chỉ nhìn ở đây mà chúng ta dám gì cấp dương cấp âm ở đây mà không sợ cháy. Được chưa? Vâng. Thì đây bản chất này, mọi người để ý này, ECM nó chỉ hiểu điện áp tức là hiểu cái tín hiệu đầu vào và sau đó sẽ điều đủ điều kiện thì bắt đầu nó sẽ dập mát cho cái cơ cấu chấp hành, tức là nó điều khiển thằng nào thì nó sẽ ra thằng đấy. Được chưa? Ví dụ như chúng ta đi ra một cái cây nước chúng ta mua, chúng ta đút 10.000 vào chúng ta chỉ được chai nước lọc thôi. Vì ông thiết kế, ông lập trình ấy, ông lập trình là gì? Nếu nhìn thấy 10.000 thì nhả chai nước lọc ra thôi. Còn đút 20.000 vào thì sẽ được chai bia. Được chưa? Đấy là cái cách người ta lập trình như vậy. Ví dụ như vậy thì ở đây chúng ta lấy điều kiện là hai cái tín hiệu kia vào rồi, ECM nó hiểu đủ điều kiện thì bắt đầu nó dập mát cho chân số 32. Hoặc là một cái tín hiệu khác, tín hiệu của CKB chẳng hạn thì nó sẽ điều khiển cho cái thì chân số A9, chân số bao nhiêu A11, đó là một cái những cái điều kiện thì vào. Được chưa? Nó giống như ta thôi, đến với ta mà muốn sửa xe thì phải đưa tiền. Được chưa? Dơ le sạc khởi động là tiết chế chỉnh lưu, không phải đâu anh nhá, nhầm rồi đấy. Tiết chế chỉnh lưu nó làm tích hợp trong sạc rồi. Tiết chế chỉnh lưu đời ACG tích hợp trong sạc rồi, được chưa? Những cái đời này thì gần như chưa thấy cái tiết chế chỉnh lưu, tức là cái hệ thống sạc này chưa thấy hiện tượng là bị lỗi, rất là ít. Tại hiện tại là thứ năm hàng tuần thôi, được chưa? Rồi mọi người hiểu cái hệ thống khởi động của ECM chưa? Thông qua ECM này chưa? Cực kỳ đơn giản thôi, mọi người chỉ nhìn trên sơ đồ. Ví dụ như chân số A7 này, mọi người không biết chân số A7 là chân số nằm ở vị trí nào thì chúng ta sẽ nhìn được cái bức tranh, chúng ta sẽ nhìn được cái hướng dẫn này. Không cần anh nhá. Dập chân số 32 ra mát không cần thiết phải tách ra mát, anh cứ dí thẳng trực tiếp là cũng được, không cần thiết. Vì nó là bản chất là mát thôi, không có gì cả. Không chết được chưa? Rồi thì chân số A7 này chẳng hạn anh muốn tín hiệu của khởi động thì anh chỉ cần cấp cái nguồn điện 12V vào đây là tự động nó sẽ hiểu được, anh sẽ nhìn trên máy chẩn đoán anh sẽ thấy được nó sẽ chuyển trạng thái on off. Nếu mà mình dí chân A7 này mình cấp cho nó nguồn điện 12V vào đây ấy, mà trên trạng máy chẩn đoán ấy mà không thấy chuyển trạng thái là on off ấy thì ECM chúng ta đi rồi, thay ECM khác thôi, được chưa? Đấy. Thì tiếp theo này, chúng ta sẽ thấy được cái chân số A18 này, chúng ta quẹt nó ra mát, dí nó ra mát khung nhá, mát khung cũng được. Chúng ta dí ra mát mà thấy ở trên máy có chuyển trạng thái hay không ấy, chúng ta sẽ kiểm tra được ngay. Rất là đơn giản thôi. Được chưa? Rất là đơn giản thôi. Thì tại sao em nói là dám dí 12V vào đây mà không sợ chết? Là vì sao ạ? Chúng ta sẽ nhìn cái đầu dây này đi đâu. Chân số A7 là theo nguồn dây này đi đâu, chúng ta dò theo đường dây này đi. Dò theo đường dây này đây, được chưa? Dò đi đâu? Đó, nó chạy về dương ắc quy thì tại sao chúng ta dí vào đây nó chết làm sao được, đúng không ạ? Không thể chết nổi. Đó là một cái phương pháp chúng ta làm được, chúng ta nhìn trên cái sơ đồ này. Thì sau này những anh em nào mà chúng ta có sơ đồ ấy, chúng ta làm việc cực kỳ đơn giản, không cần thiết phải quá nhớ quá nhiều về những cái dòng xe. Chúng ta chỉ cần nhìn hiểu nguyên lý thôi nhé. Nhiều anh em nói là bây giờ phải in những cái xe khác ấy, chúng ta không cần thiết, chúng ta hiểu nguyên lý thôi. Chỉ cần hai sơ đồ của dòng xe Honda thì một cái sơ đồ 110 thì chúng ta làm được những cái đời xe cũ, những cái đời xe chưa sửa động ACG là chúng ta gần như làm được gần như 80-90% rồi. Chúng ta hiểu nguyên lý thôi, còn lúc nào chúng ta cần cái sơ đồ xe nào thì chúng ta sử dụng cái phần mềm Onmoto và những cái phần mềm khác chúng ta mở ra, chúng ta tìm chính xác vào những xe đấy. Được chưa? Và có nhiều anh em hỏi là tại sao không in màu ấy, thì mọi người thấy là tất cả các trên sơ đồ của hãng hay là sơ đồ của tất cả các cái phần mềm cho chúng ta ấy, gần như là không có màu. Nên chúng ta sẽ phải nhìn cái phương pháp này nó phải khó một chút, đừng có ví dụ như em vẽ cho mọi người dễ quá thì mọi người nhìn cái bức tranh của mọi người dễ quá, nhưng mà khi nhìn cái bức tranh khác mọi người chả hiểu cái gì cả. Hoặc là nếu hiểu được thì mọi người phải mất quá nhiều thời gian để mọi người phân tích. Nên là chúng ta phải làm việc bằng cái phương pháp chuẩn nhất, chuẩn hóa nhất. Nó sẽ khó hơn một chút, thì khi chúng ta nhìn cái bức tranh dễ thì nó sẽ đơn giản hơn, được chưa? Nên nhiều anh em bảo đấy, em tại sao em không vẽ, bảo là lười hay không lười ấy, thì đấy không phải lý do như vậy, được chưa? Rồi, chào mọi người. Thì tiếp theo đây là cái phương pháp phân tích sơ đồ ở trên cái hệ thống khởi động của dòng xe lít 125, được chưa? Bản chất là như vậy thôi, không có gì cả. Anh có thể là gì lấy cái chân số 32 này thập dập thẳng ra mát cũng được,
là gì, tự động cái dưa le này nó hít ngay. Chúng ta sẽ phân loại ra, phân loại ra là ba phần. Phần thứ nhất là tín hiệu đầu vào, thứ hai điều khiển trung tâm, và ba là cơ cấu chấp hành. Thì chúng ta sẽ kiểm tra từng phần một, được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu trên cái phương pháp mà em chia sẻ cho mọi người, cái phương pháp mà đọc hiểu sơ đồ ấy, nó rất là hay. Thì trong nó sẽ có hướng dẫn mọi người. Nếu chúng ta được học trực tiếp thì nó đơn giản hay hơn nhiều ấy, là vì chúng ta sẽ được thực hành trên xe, chúng ta không hiểu chỗ nào chúng ta sẽ hỏi được trực tiếp. Còn online thì nó là giới hạn hơn một điểm đấy, được chưa? Rồi tiếp tục, một kiểu điều khiển nữa mà mọi người đang rất quan tâm, được chưa? Một kiểu điều khiển nữa rất quan tâm. Rồi thì mọi người thấy chưa? E xem. Anh đã Đào Hồng Quang đang nói là chân dương 12V cộng, đúng không ạ? Thì đúng rồi, em sẽ phân tích cho mọi người. Chân dương, chân anh đang nói là gì? Chân dương, chân 32 anh đang nói là chân 10 là chân dương, đúng không ạ? Dương em dám diệt dập ra mát được, được ạ? Nếu ở chân số 32 này anh đo mà không có dương ấy, đo A32 này anh mà đo mà không có dương ở đây ấy, thì anh phải kiểm tra lại cái cuộn đường từ đây về đến gì? Từ đây về, được chưa? Từ đây về đến làm sao phải có dương về cấp về cái dưa lai sạc này đi. Và tiếp theo là chạy từ đây về đến điểm 32 này phải có 12V. Nếu không có 12V ấy, kiểm tra lại. Không có 12V là lỗi anh nhá. Nếu ở chân số 32 này ở trạng thái hoặc không hoạt động mà không có 12V là lỗi, được chưa? Là lỗi. Lỗi ở đây là một là đứt dây ở các cái điểm này về, hai là cái con dưa le này của chúng ta bị đứt cái cuộn dây bên trong rồi. Bản chất là như vậy thôi, được chưa? Được chưa ạ? Anh Đào Hồng Quang hiểu chưa? Vâng, cái YouTube thì em chia sẻ ở trên đấy thôi đấy. Thì mọi người đã hiểu cái văn này chưa? Chân số 32 thì tại sao em nói là nhìn cái chân này ở trên e xem này, em nhìn cái chân này em biết điện áp bao nhiêu, được chưa? Điện áp bao nhiêu? Được chưa? cái cứu hay không cứu ấy thì em không nói ở đây nhá, được chưa? Em không nói ở đây. Chúng ta hiểu nguyên lý đã, đừng vội nhảy vào cái những cái việc khác. À, anh cứ thử dập thử chân số 32 ra mát đi, tự động khởi động ngay, được chưa? Khởi động luôn, tự động khởi động luôn, không cần thiết, được chưa? Anh cứ thử đi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ phân tích về cái hệ thống khởi động của trên dòng xe lít hoặc là xe SCR ấy. Nhiều anh em đang thắc mắc là cái chân đấy nó có rất nhiều dưa le, đúng không ạ? Thì tí nữa bây giờ chúng ta sẽ phân tích vào chân đấy. Thì mọi người hiểu cái tín hiệu khởi động của trên dòng xe ACG chưa? Có rất nhiều anh em hỏi em là có bán tài liệu về ACG không ấy, thì mọi người nên nhớ là trong cái bức tranh này có hết về ACG rồi. ACG nó cực kỳ đơn giản thôi, được chưa? Nó không phải là đơn giản đâu, mà là nó cực kỳ dễ hiểu thôi, được chưa? Cực kỳ dễ hiểu chứ không phải đơn giản. Nó là đơn giản, nó hơi không nói không được thể nói như thế được. Thì chúng ta thấy nó là cực kỳ dễ hiểu, được chưa? Để chúng ta phân tích được đoạn nào hỏng, lỗi ở đâu, chúng ta sẽ làm được. Rất nhiều anh em đang hoang mang thì trong cái bức tranh sơ đồ nguyên lý này cũng sẽ có hết rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại cái phân tích về cái hệ thống khởi động của trên dòng xe lít. Thì mọi người nhớ nhá, tất cả cái phương pháp mà em chia sẻ cho mọi người, tất cả em chỉ hiểu điện áp thôi, chả hiểu cái gì khác. Mọi người cái hành vi của mọi người bóp phanh ấn đề ấy, thì bản chất là đưa cái 12V vào chân số A7 này thôi, được chưa? Chân số A7 này. Và tiếp theo có chân số A18 này về 0V thì tự động ECM nó hiểu được là gì, đã đủ điều kiện thì bắt đầu nó dập mát chân số 32. Thì chân số 32 này mình thích thì mình lấy chân số 32 mình dập thẳng ra mát ấy, thì khởi động bình thường, được chưa? Có lúc đây có anh hỏi ấy, thì không cần thiết vì đây là cái tín hiệu về ECM thôi. Thì ECM nó chỉ cần tín hiệu như vậy để nó làm gì, để nó dập mát chân số 32, chứ không có tín hiệu là có nổ máy được hay không nổ máy được đâu, được chưa anh ạ? Cực kỳ đơn giản như vậy thôi, được chưa? Chúng ta bắt đầu chúng ta phân tích vào cái hệ thống của dòng xe lít 110, được chưa? Dòng xe lít 110 sử dụng 4 con dưa le. Rồi thì rất nhiều anh em chúng ta thấy là gì, chúng ta nhìn cái có những cái đời xe, có một anh thắc mắc ấy, cái đời xe này nó có 4 dưa le, còn cái sơ đồ của em in ấy thì nó lại chỉ có 3 dưa le thôi, thì như thế nào, thì bản chất ra làm sao? Đây thì như này, thì đời này nó sẽ có một 4 con dưa le. 4 dưa le là gì? Nó sẽ có một con dưa le hãm phanh, tức là gì, mục đích như sau. Là gì, khi chúng ta điều khiển này, cái công tắc đèn phanh của chúng ta ấy, công tắc phanh tay rồi nút ấn đề, được chưa, gọi là nút đề, chúng ta mục đích là đưa cái 12V cấp đến cho cái dơ le đây, ví dụ như đây dơ le của nó này, dơ le thì làm sao đưa 12V ở đây, thì ở đây mát đã cấp chờ sẵn ở trên cái cuộn hút của dơ le rồi, thì làm sao ạ, thì bắt đầu là đủ điều kiện cho cái dơ le này nó hít. Thì hít như vậy thì bắt đầu đóng cái tiếp điểm của dơ le này là gì, mục đích là gì, mọi người nhìn trên sơ đồ ấy, nó thấy là nó đóng vào mát. Thì khi là chân số 29 này có mát
thì bắt đầu là ECM nó tự động nó hiểu. Vì đời SCR, đời lít 4 Zole này nó không có công tắc chân chống, được chưa? Không có công tắc chân chống, cho nên là gì? Nó sẽ không cần thiết phải tín hiệu công tắc chân chống nữa, chỉ cần như vậy thôi. Mục đích cái đời này nó sử dụng 4 Zole thì sau này nó bỏ đi rồi. Nó thay vì cái mọi người thấy là cái kiểu đời trước ấy thì nó sẽ là gì? Mục đích là đưa 12V qua công tắc phanh trước, phanh sau, phanh trước này, phanh trái, phanh phải và nút đề, là mục đích là đưa cái 12V thẳng vào chân số 29 này. Và mọi người để ý ấy, những cái đời sau này ấy, lít 3 giờ le bỏ đi 1 giờ le ấy, thì mục đích là như vậy. Nó sẽ đưa thẳng cái nguồn điện vào thẳng vào chân số 29, nó không dùng cái tín hiệu của giờ le nữa. Người ta thấy là gì? Nó thừa, nó lãng phí, được chưa? Nó lãng phí mà nó gây ra sửa chữa rất là khó khăn, nên là người ta bỏ đi rồi. Người ta bỏ đi, được chưa? Người ta bỏ đi rồi. Đấy ạ, bỏ đi. Thì lý do là vì sao ạ? Nó phức tạp, thứ hai là tốn kém. Thì bây giờ chúng ta cần, nếu mà chúng ta cần kiểm tra trên hệ thống, vì hệ thống này thì chúng ta chỉ cần lấy chân số 29 này, chúng ta quẹt thẳng ra mát. Quẹt thẳng ra mát, được chưa? Quẹt thẳng ra mát thì tự động là gì? Nó sẽ dập mát cho chân số 8 này thôi. Bản chất là như vậy. Vâng. Được chưa ạ? Bản chất là như vậy. Mọi người hiểu chưa? Đấy, ví dụ như anh em nào mà chúng ta chỉ cần nhìn trên sơ đồ, chúng ta rất nhiều anh em chúng ta nhìn ở bức tranh ở đằng sau có 4 con Zole, đúng không ạ? Rất nhiều anh em chúng ta nhớ được cái trên Zole này là Zole điều khiển gì, Zole này là gì, Zole này bơm xăng, Zole này là Zole chính, Zole này là Zole hãm, đúng không ạ? Thì rất nhiều anh em nhớ, thì em chia sẻ cho mọi người một cái phương pháp mà chúng ta nhìn trên sơ đồ chúng ta biết ngay đó là Zole gì. Ví dụ như em nhìn này, mọi người nhìn thấy cái con chuột của em ạ. Đây là con Zole này, con Zole hình bên phải, mọi người nhìn nhé, cái con cao cao này màu đen này, nó sẽ có một màu đen này, hai cái dây màu đen sọc trắng này, một dây nâu này, một dây nâu sọc đen này, được chưa? Đây em sẽ nhìn ví dụ ở đây này, em sẽ nhìn để biết ngay là con Zole này, con Zole gì nhá, được chưa? Em chỉ nhìn trên sơ đồ, chúng ta cùng phân tích sơ đồ này. Chúng ta phân tích sơ đồ lít 110 thì vừa rồi chúng ta sẽ nhìn được trên sơ đồ nó sẽ có một con Zole sử dụng là hai cái Zole dây màu đen sọc trắng, đúng không ạ? Đây này, chúng ta sẽ zoom lên, được chưa? Zole này nó là màu đen sọc trắng, mọi người nhìn nhá, dơ le màu đen sọc, hai cái dây màu đen sọc trắng đấy, dơ le này, được chưa? Hai màu đen sọc trắng này, đúng, ta đã thấy là có gì ạ? Điều kiện đủ chưa? Một dây dơ le và hai dơ le sọc trắng này, hai dây màu đen sọc trắng, một dây màu nâu này, đấy, một dây nâu này đi đâu này? Dây nâu này chúng ta nhìn thấy là chạy thẳng xuống gì, bơm xăng. Và tiếp theo này, một cái dơ le nâu nữa là gì? Được chưa? Dây nâu sọc đen đấy chưa? Đúng ạ, đúng ở trên cái sơ đồ, trên hình ảnh mọi người nhìn đúng không ạ? À, đây chúng ta sẽ quay lại này. Chúng ta nhìn đúng không ạ? Đúng cái sơ đồ mọi người nhìn đúng không ạ? Đấy, hai cái dây màu đen, một dây màu nâu, nâu sọc đen và một dây màu nâu. Chúng ta sẽ nhìn ở trên sơ đồ là chúng ta sẽ thấy được, chúng ta xác định được ngay đây là cái dơ le này là dơ le gì, bơm xăng. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phân tích các cái dơ le khác, được chưa? Chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ chúng ta biết ngay đó là cái gì. Thì ví dụ như nhìn ở trên sơ đồ này, khi chúng ta thấy là dơ le không thấy bơm xăng ấy, không thấy bật khóa điện lên, không thấy bơm xăng, thì chúng ta kiểm tra chân số 7 này. Chân số 7 này không có điện áp 12V ấy, thì chúng ta phải kiểm tra ngược lại. Kiểm tra ngược lại. Thì tại vì sao em nói là ở đây có 12V thì chúng ta sẽ nhìn này. Ở đây nó sẽ cấp cái nguồn điện 12V chạy thẳng vào đây, qua quận hút chạy về đây, thì nó phải có 12V ở đây. Nếu không có 12V này ấy, thì làm sao ạ? Thì cái dơ le này nó sẽ không hoạt động, nó mất nguồn rồi, được chưa? Mất nguồn rồi. Còn nếu ở đây có 12V rồi, bật khóa điện lên mà kiểm tra tất cả các hệ thống khác đều có mà bơm xăng không chạy ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Chúng ta sẽ lấy cái chân số 7 này, được chưa? Chân số 7 này chúng ta dập thẳng ra mát. Nếu mà bơm xăng chạy thì là ECM đang có vấn đề, được chưa? Được chưa? Nếu mà cái chân số 7 này nó không có 12V ấy, chúng ta phải kiểm tra ngược lại. Còn nếu có 12V ở đây rồi mà khi chúng ta bật khóa điện lên mà chân số 7 này không dập mát cho nó ấy, thì là ECM có vấn đề, hoặc chúng ta phải kiểm tra các điều kiện khác, được chưa? Đấy là bản chất như vậy thôi. Rồi, thì tại vì sao em nói là bức tranh này cực kỳ hay khi mọi người khai thác nó ra? Rất là hay, được chưa? Ở những cái đời xe này lít 110 rồi. Lít 110 này, mọi người thấy này. Ở đây nó sẽ có một cái tín hiệu chân số 29, lúc nãy em nói này. Nếu ở cái đầu những cái đời xe có sử dụng 3 cái dơ le này, đời xe lít sử dụng 3 dơ le, thì chúng ta chỉ cần lấy chân số 29 này, chúng ta cấp nguồn điện 12V vào đây, là tự động nó sẽ dập mát cho chân số 8 này thôi. Chân số 8 này chân điều khiển của dơ le khởi động. Được chưa? Nó rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần làm bằng điện áp thôi, không cần thiết phải nhớ quá nhiều. Để chúng ta phân loại ra, chúng ta kiểm tra được là tín hiệu đầu vào hay là điều khiển trung tâm mà bị lỗi thì chúng ta phân đoạn ra. Thì cái này chúng ta sẽ đọc phần đọc sâu vào sơ đồ thì nó dễ hiểu hơn. Vâng, mạng vẫn ổn anh ạ. Rồi tiếp tục chúng ta lại chuyển sang một cái mạch mà bây giờ mọi người đang rất quan tâm đến cái mạch, đó là cái mạch điều khiển của xe hệ thống Smart Key, đúng không ạ? Rồi. Rồi mọi người, chào mọi người.
Ờ, lúc nãy được hơn 500 anh em rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta bắt đầu sang chuyển sang cái phần này còn hay hơn nữa này. Rất nhiều anh em đang quan tâm về cái hệ thống khởi động trên qua thông qua cái dòng điều khiển trên dòng Smart Key đúng không ạ? Rất nhiều anh em chúng ta gặp cái dòng này như thế này. Dòng như này đúng không ạ? Dòng như này thì chúng ta thấy là gì, khi chúng ta gặp cái xe đến dắt đến chúng ta mà không khởi động được, mà chúng ta tháo hết xe ra, chúng ta đo kiểm cái dây ấy, nó lại chạy thẳng vào cái cụm điều khiển thông minh này, gọi là cụm ECU này, đấy là khối điều khiển thông minh, thì chúng ta chả biết nó đi đâu và làm gì nữa, đúng không ạ? Nhiều anh em chúng ta cứ thử nhìn xem, rất nhiều anh em mà chúng ta gặp cái tình huống này là rất là sợ, không biết nó làm gì cả. Thì khi chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên sơ đồ này. Chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ này, được chưa? Nhìn trên sơ đồ cực kỳ đơn giản thôi, được chưa? Cực kỳ đơn giản. Thì ví dụ như này. Thì chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ như sau. Chúng ta chỉ cần hai điều kiện giống như y hệt như là của ESM, thì như bây giờ nó sẽ lấy cái tín hiệu là tín hiệu khởi động vào chân số A6, tức là tín hiệu này là gì, bản chất là gì, dập mát cho nó thôi. Chúng ta lấy cái chân số A6 này quẹt thẳng ra mát, được chưa? Rồi tiếp theo là một cái chân số A5, một cái chân mà em thấy là quanh mọi người quanh vào này. Cái điều kiện số 1 này, điều kiện số 1 là chân số A6 về 0V, tức là cái tín hiệu công tắc khởi động này về 0V thì tự động là sao? Điều kiện số 1 đã đủ. Tiếp theo nó hỏi cái điều kiện số 2 là gì? Ông đã bóp phanh chưa? Bóp phanh ở đây là gì? Mục đích. Cái này không zoom được anh nhá. Mục đích là gì? Là nhìn chúng thấy là gì? Chúng ta thấy ở trên cái cho trên cái tranh sơ đồ ấy, những anh em nào mà mua bức tranh mà sơ đồ của Lead 125 ấy, à cái hệ thống khóa thông minh Smart Key còn lại hai nút ấy, chúng ta sẽ thấy được cái chân số A5 này. Chân số A5 này là gì? Mục đích là chúng ta sẽ đưa cái 12V vào chân số A5. Khi có 12V vào chân số A5 và chân số A6 về 0V thì tự động lại cái ECU này nó hiểu là gì, đã bóp phanh vấn đề rồi, tức là đủ điều kiện để bắt đầu khởi động rồi, thì nó bắt đầu nó sẽ ở cái chân số A8 này, chân số A8 này bắt đầu nó sẽ gì, cấp ra cái nguồn điện 12V tín hiệu gửi về ECM, được chưa? Gửi về ECM nó giống hệt như cái trạng thái cái ECM ngày xưa của chúng ta thôi, là gì, đưa cái 12V về cho nó, được chưa? Đưa 12V về cho nó thì nó sẽ lấy một cái tín hiệu là gì, tín hiệu khởi động từ ECU gửi về, và thứ hai nữa là lấy tín hiệu của công tắc chân trống gửi về thôi. Thế là bản chất là như vậy, nó giống hệt nhau, được chưa? Thì nếu mà như này anh em cần ấy, chúng ta sẽ không biết được cái chân số A6 này nằm ở đâu. Chúng ta sẽ nhìn này, chân số A6 nằm ở cái vị trí đây, được chưa? Vị trí trên sơ đồ này, cái chân rắc này nó chú thích ở trong ta ở dưới này, chỗ A6 đây này, nằm phía dưới. Mọi người nhìn thấy con chuột của em ạ, trên A6 nằm ở đây đấy. Thì ở trên ECU nó nằm vị trí nào thì chúng ta sẽ nhìn được cái hướng của nó này, thì chính là nằm cái dây này, được chưa? Rồi tiếp theo cái chân số A5 là đâu? A5 là nằm cạnh nó, được chưa? Thì em lấy thẳng cái nguồn 12V, em dí thẳng vào cái chân số chân này, chân màu này màu gì đây, chả rõ, được chưa? Màu xanh, được chưa? Màu xanh da trời, được chưa? Đấy là một ví dụ thôi, có thể là màu nó sẽ bị khác đi chẳng hạn, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm vào số thứ tự là số 5 này, chúng ta sẽ cấp thẳng 12V vào đây, được chưa? Cấp thẳng 12V vào đây là tự động nó sẽ đủ điều kiện cho cái ECU này. Cái ECU này nó đủ điều kiện rồi thì bắt đầu nó cấp cái nguồn điện 12V trừ chân A8 gửi về ECM. Thì nếu mà chúng ta không cần thiết qua nó ấy, chúng ta lấy thẳng 12V, chúng ta dí vào cái đường A8 này, thì tự động ECM nó sẽ hiểu được là đã đủ điều kiện khởi động. Nó chỉ cần hỏi một điều kiện nữa của nó, là điều kiện là cái công tắc chân trống của chúng ta đã on lên chưa, on off chưa, được chưa? Tức là gạt lên chưa đấy, được chưa? Thì là tự động nó sẽ khởi động thôi, không có gì cả, bản chất là như vậy. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái gì ạ, lấy cái chân số A8 này, nếu chúng ta muốn thử ấy, nếu cái đời này chúng ta kiểm tra nó khó hơn một chút là vì chúng ta không kiểm tra được cái tín hiệu trên máy chẩn đoán, mà chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải đo thì làm sao ạ, chúng ta sẽ nhìn được cái điện áp của nó này. Nếu ở chân số A5 này 0V ấy, 0V thì tức là nó không hoạt động, tức là chưa đủ điều kiện, là nó hiểu là chưa bóp phanh. Còn nếu ở chân số A5 này có 12V ở đây thì nó đã hiểu được là đã bóp phanh rồi, được chưa? Chỉ cần như thế thôi. Và tiếp theo là chân số A6 này dập thẳng ra mát là đủ điều kiện cho ECU. ECU nó lấy đủ điều kiện rồi thì bắt đầu chân số A8 nó xuất ra 12V. Nếu hai cái chân này mà đủ điều kiện rồi ấy, mà chân A8 không xuất ra 12V thì là ECU của chúng ta đã bị lỗi, bị hỏng rồi, được chưa? Hết lỗi cái mạch này. Lỗi mạch này thì chúng ta có thể tháo ra, chúng ta sửa hay là chúng ta thay, thì đấy là cái việc chúng ta, được chưa? Đấy là cái phương pháp chúng ta đang liên quan đến hệ thống khởi động thôi. Được chưa? Nó đơn giản không ạ? Có cái từ nãy giờ em có phân tích thì phải đo không ạ? Thì tại sao ấy, nếu ở chân số A8 này bao giờ đủ điều kiện thì nó mới có 12V. Còn nếu hai cái chân này đo rất dễ, được chưa? Chân số A5 này thì màu nó nằm ở đâu thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. A5 này, ở trên cái mọi người nhìn thấy con chuột của em ạ, di chuyển thì nó sẽ nằm ở đây, chúng ta sẽ cấp thẳng 12V thẳng vào đây. Không cần thiết, không sợ chết đâu, được chưa? Dí thẳng 12V vào đây. Về chân số A6 thì chúng ta có thể quẹt thẳng nó ra mát mà nó vẫn không xuất điện 12V ở chân số A8 ấy.
thì là ECU của chúng ta, ECU nhá, cái khối điều khiển thông minh của chúng ta ấy, không phải là ECM đâu nhá, cái này là gọi là ECU, nó bị lỗi rồi, được chưa? Lỗi rồi vì nó không xuất cái điện 12V ra trên ECM. Thì chúng ta muốn kiểm tra ECM có tốt hay không ấy, chúng ta chỉ cần cấp cho nó một điện 12V mà thẳng vào chân số A8 này, không sợ chết đâu nhá. Không sợ chết đâu, vì tại vì sao ấy? Được chưa? Tại vì sao? Chúng ta hiểu nguyên lý rồi, chúng ta cần không cần thiết. Được chưa? Cực kỳ đơn giản, em chả cần phải lên xe làm gì cả. Mọi người có thể đo kiểm như thế nào, mọi người chỉ em chỉ cần hỏi vài thân tín hiệu. Điện áp này bao nhiêu, điện áp này bao nhiêu, chân này đủ điều kiện chưa, chân này đủ điều kiện chưa, và chân này có bao nhiêu vôn, thì là gì, loại trừ được cái phần SU này ra có bị lỗi hay không thì chúng ta loại trừ nó đi. Và tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái phần còn lại là từ đây ạ, từ SU này chạy về ECM, thì ECM nó sẽ bị lỗi ở phần nào, gì ví dụ như lỗi ở phần công tắc chân trống chẳng hạn, thì cái công tắc chân trống chúng ta kiểm tra được ngay ở trên máy chẩn đoán được rồi, được chưa? Vẫn bình thường nha mọi người nhá, được chưa? Rồi thì mọi người thấy là cái hệ thống khởi động trên dòng xe thế hệ mới bây giờ nó có đơn giản không ạ? Cực kỳ đơn giản, nếu chúng ta phân tích theo cái phương pháp là hiểu điện áp thì chúng ta sẽ làm được cực kỳ đơn giản, và phương pháp chúng ta tra cứu trên sơ đồ, đúng không ạ? Anh em có câu hỏi nào không ạ? Có dễ hiểu không ạ? Vâng, xin chào 112 anh em nhá. Hôm nay được 112 anh em rồi, bao giờ lên được 1000 anh em rồi nhỉ? Rồi chào mọi người câu hỏi gì không ạ? Mọi người câu hỏi gì về cái hệ thống này không ạ? Em chụp ảnh lại nhá, 112 anh em rồi bị tụt mất rồi. Vâng, mọi người có câu hỏi gì về cái phần này không ạ? Mọi người thấy cái phương pháp mà chúng ta làm việc trên sơ đồ nó có đơn giản hơn không ạ? Chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ làm được, được chưa? Chúng ta hiểu chúng ta sẽ làm được. À, clip 110 đúng không ạ? Rồi, một chút tí nữa chúng ta sẽ quay lại. À vâng, cấp 12 thẳng vào chân số A5 bình thường anh ạ. Vâng. Anh đừng hỏi lan man, cái đấy liên quan hệ thống smart key, được chưa? Sao lại cách xa 2m không đề được á? Có nhầm đấy, được chưa? Nhầm đấy. Anh vứt đi cũng được. Khi anh mở ổ khóa lên rồi ấy, anh vứt đi cũng được, được chưa? Vâng, cái phương pháp chúng ta làm việc ấy, phương pháp chúng ta làm việc ở đây là chúng ta phân tích trên sơ đồ, được chưa? Phân tích trên sơ đồ cực kỳ đơn giản thôi, chúng ta chỉ nhìn và hiểu bằng cách phương pháp của chúng ta. Chúng ta làm việc theo cái phương pháp là hiểu thôi, đừng phương pháp nhớ. Còn trên xe chúng ta như thế nào ấy, chúng ta sẽ làm được việc đó là cái phương pháp chúng ta thực hành ở trên xe, được chưa? Còn cái phương pháp mà chúng ta hiểu cái nguyên lý của nó như làm sao hoặc chúng ta sẽ làm được như thế nào ấy. Vâng. Và nhiều anh em chúng ta sẽ nhìn trên cái phần phần sơ đồ ấy, chúng ta sẽ mỗi một ngày chúng ta sẽ nhìn ra được một chút, chúng ta mỗi ngày mày chúng ta sẽ đọc được một sơ đồ một chút. Vâng, cái phương pháp đọc sơ đồ ấy thì nó dễ hiểu hơn là chúng ta đi phải nhớ cái thông số, được chưa? ECU đời cũ là như nào anh? ECU đời cũ là như nào? Đời mới đời cũ khác gì nhau không? Được chưa? Chúng ta học về hệ thống khởi động, không đi học về hệ thống khác, được chưa? Được anh, chỉ cần cái chân số A8 này có 12V gửi về ECM, và tiếp theo ECM nó cần hỏi một cái điều kiện nữa. Điều kiện ở đấy là gì? Điều kiện chúng ta cần là lấy cái tín hiệu của công tắc chân trống phụ, được chưa? Công tắc chân trống phụ nữa là được. Chúng ta lấy chân số A8 này chúng ta cấp 12V là cũng được, được chưa? Vâng, thì bản chất là như vậy thôi, được chưa? Bản chất là như vậy thôi. Rồi, hôm nay là được 530 anh em rồi. Ô, trên là tụt mất rồi. Rồi, thì mọi người thấy được chưa? Vâng.
SU loại 2 nút này thì nó chỉ vẫn là hai rắc anh nhá. Một rắc là loại của 3 nút rồi, khác nhau rồi. A10, A11 là à, đừng 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 hỏi thâu, đừng hỏi sâu về cái hệ thống của Smart Key được chưa? Chân anh đang hỏi chân A10, A11 đúng không ạ? A10 đúng không ạ? A10, A11 đó là hệ thống Smart Key được chưa? Cái đấy là hệ thống Smart Key. Chúng ta đừng 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 lẫn lộn vào đây, đang hệ thống khởi động. Chúng ta muốn hệ thống khởi động này hoạt động hay không ấy thì đầu tiên là chúng ta hệ thống bảo mật của chúng ta là phải tốt rồi, được chưa? Em không phân tích về hệ thống bảo mật ở đây, hệ thống Smart Key ở đây, được chưa? Chúng ta muốn làm tốt, muốn đề được ấy, thì hệ thống Smart Key chúng ta phải tốt, được chưa? Cái hai cái chân số A10, A11 lúc ấy nó phải tốt rồi, tức là nó đã hệ thống nó hoạt động được rồi, được chưa? Không, đây chưa phải là đề ACG ấy nhá, không phải đề ACG. Đây là hệ thống thường thôi, ACG nó còn nhiều yếu tố lắm. ACG là một hệ thống độc lập riêng, được chưa? Không phải ACG, đây đây không phải phần ACG. Rồi mọi người có hỏi gì không ạ? CKB liên quan đến ACG quá chứ anh. Cái đấy là hệ thống ACG anh nhá. CKP là liên quan đến hệ thống ACG, ACG là một hệ thống độc lập riêng, cái đấy nó sẽ phải học riêng vào một hệ thống đấy chứ không phải là hệ thống khởi động này, được chưa? Chúng ta đang quan tâm hệ thống khởi động này đã, hệ thống khởi động ACG nó một hệ thống riêng thì chúng ta sẽ phải cần quan tâm đến những cái rất nhiều thông tin. Những ACG nó cực kỳ dễ. Đấy là cực kỳ đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản dễ hiểu thôi chứ không phải đơn giản làm. Làm thì chúng ta phải thực hành, được chưa? Được. Thì chúng ta quay trở lại cái phần xe lít, được chưa? Xe lít thực ra nó đơn giản thôi, nó không có gì cả. Thì bản chất chúng ta sẽ thấy được cái xe lít đời cũ thì nó sẽ làm gì, nó cấp cái nguồn điện 12V thẳng vào chân số A, chân số 29 này. Nhưng ở đây nó lại là gì, nó điều khiển cái cuộn hút của relay hãm, tức là relay hãm. Thì relay hãm này bản chất là đóng mát cho cái chân số 29 này. Nên là sau này đời này nó thấy là gì, nó phức tạp và nó gì, nó lãng phí, nó bỏ đi. Nó sẽ cấp thẳng cái nguồn điện 12V và đến thời điểm bây giờ sử dụng đều như vậy, cũng đều 12V. Được chưa? Cũng đều sử dụng 12V ở đây. Vâng. Có anh muốn hỏi là cái hệ thống khóa thông minh Smart Key đúng không? Smart Key và chúng ta đang ở hệ thống Smart Key mà trở về muốn muốn sử dụng hệ thống thường đúng không? Đơn giản, cực kỳ đơn giản, chẳng có gì cả. Vứt cái chìa khóa vào trong cái cốp xe ấy, mỗi ổ khóa mới về cắm vào đấy, bật khóa lên bình thường, chẳng sao cả. Lổ ngay. Giữ nguyên ECU nhá, giữ nguyên ECU. Được chưa? Giữ nguyên ECU. Chả phải thay cái gì cả, anh mua đúng cái bộ ấy về. À không nhá, chúng ta học cái gì học thôi, đừng lên đây yêu cầu, em không chia sẻ cái đấy đâu. Được chưa? Ta học phần nào phần đấy thôi. Vì chúng ta học về hệ thống khởi động thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái kiểu điều khiển hệ thống khởi động. Còn ACG là một hệ thống độc lập, hệ thống riêng. Còn bản chất của CKP hay là gì nó cực kỳ đơn giản. Tất cả dòng xe phun xăng điện tử bây giờ khi anh nổ máy rồi anh bấm nút đề hay bóp phanh ấy, nó chẳng có tác dụng gì nữa vì nó hiểu nó đang nổ máy rồi, nó là hệ thống an toàn, được chưa? Hệ thống an toàn nó bảo vệ động cơ, không phải bây giờ anh đang nổ máy rồi anh bóp phanh bấm đề nó là trở thành cái cơ khí ngày xưa thôi, được chưa? Rồi, mọi người câu hỏi gì không ạ? Thì về hệ thống khởi động. À, lớp dữ liệu, phân tích dữ liệu là anh Đạt anh dạy. Anh Đạt anh dạy. Thầy Đạt dạy ở trong Sài Gòn. Sắp tới rồi, 19 tháng 5 này. 19 tháng 5 này thầy Đạt khai giảng lớp phân tích dữ liệu rồi đấy. Được chưa? Anh em lên vào trong đó học. Thầy Đạt rất là hay. Được chưa? Xong rồi, chúng ta hết rồi, hệ thống khởi động của chúng ta dừng ở đây thôi, được chưa? Hệ thống khởi động nó chỉ như vậy thôi.
chúng ta quan trọng hay chúng ta phải đọc được cái sơ đồ, thì cái hệ thống khởi động nào hay chúng ta làm cái hệ thống xe đời xe nào chúng ta cũng đều làm được, được chưa? Đều làm được. Đối với những cái dòng xe càng hiện đại bây giờ ấy, chúng ta cần có sơ đồ là chúng ta sẽ làm được thôi. Còn nếu mà anh em nào mà chúng ta làm theo phương pháp ngày xưa ấy, mà đi đo ấy, thì bây giờ chúng ta đo công tắc đèn phanh nó xuống thẳng SU này rồi, và xuống thẳng SU, và tiếp theo là cái chân số A6 này, công tắc khởi động mà chúng ta cũng chạy thẳng vào SU này rồi, thì sau đó thì chúng ta thấy ba cái dây chạy về xem ấy, chúng ta chẳng biết nó là cái gì đâu, được chưa? Nên chúng ta phải học và đọc và hiểu sơ đồ, được chưa? Chúng ta sẽ làm nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn bây giờ chúng ta cứ đi đo ấy, được chưa? Nó rất mất thời gian của chúng ta. Khi chúng ta hiểu thì chúng ta làm rất là dễ, đơn giản hơn, chúng ta rút ngắn cái thời gian của chúng ta đi, được chưa? Vâng, đúng rồi, chúng ta hỏi liên quan đến hệ thống khởi động thôi, đừng liên quan đến hệ thống khác, nó rất là lan man. Còn mọi người thích hỏi hệ thống khởi động hay ACG em đều trả lời được hết cho mọi người, nhưng không phải là lúc này, được chưa? Chúng ta không trả lời liên man mất thời gian của mọi người khác. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Không thì chúng ta sẽ dừng ở đây thôi ạ, được chưa? Chúng ta cũng bây giờ là hiện tại cũng mấy mấy giờ rồi ạ? Cũng 9 giờ 10 giờ rồi, cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì hệ thống khởi động nó cũng rất đơn giản thôi, nó chỉ thông qua vài kiểu điều khiển thôi. Vâng, thầy Đạt số 7 Phan Văn Khỏe đấy ạ. À, cái này thì nghiên cứu thôi anh ạ, nghiên cứu thôi. Còn năm thì cũng chả biết thôi. Từ ra là chúng ta cứ phân tích ra, chúng ta làm nhiều rồi chúng ta nghiên cứu nhiều thì nó sẽ thấy nó thành thạo thôi ạ. Không có gì cả. À, hiện tại thì bây giờ em chưa phát trực liên tục đâu nhá, chỉ có khoảng 9 giờ vào thứ năm hàng tuần thôi. Còn những tuần sắp tới chưa biết em có chia sẻ được nữa không, vì công việc nó đang lịch đang rất là kín rồi, được chưa? Vâng, thì có một câu hỏi gì không ạ? Thì chúng ta sẽ có ngoài lề một chút. Vâng, hệ thống khởi động nó rất đơn giản thôi. Thế mọi người có nhớ chia sẻ cho em ấy, chia sẻ đi cho mọi người cùng, mà anh em thợ chúng ta cùng cập nhật thêm cái kiến thức là chúng ta sử phương pháp sử dụng sơ đồ này nó đơn giản hơn cho anh em thợ chúng ta đỡ phải vất vả nhớ quá nhiều, được chưa? Rồi mọi người chia sẻ cho anh em chúng ta cùng biết đến cái phương pháp và cái hệ thống khởi động trên dòng xe của sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key đi ạ. Dạ. Đã có lớp học trực tiếp anh nhá. Hiện tại đang có 26 tháng 5 này, 26 tháng 5 này em có cái lớp học là đọc hiểu phân tích sơ đồ chuyên sâu và phân tích thông số hiện hành trên xe đấy ạ. Đó là hai ngày 26 tháng 5 này. Có lớp học. Có 1 triệu thôi nhá mọi người nhá, 1 triệu thôi. Cái phương lớp này chủ yếu là chia sẻ cho mọi người cái phương pháp làm việc nó hiệu quả hơn thôi, được chưa? Chỉ có 1 triệu đồng chúng ta sẽ học về cái hệ thống đọc hiểu phân tích sơ đồ chuyên sâu ấy, tức là mọi người sẽ nhìn được cái sơ đồ này nó rất thoải mái, nhìn là hiểu được cái phân tích sơ đồ này, bất kể một cái sơ đồ nào chúng ta đều làm được, đưa cho chúng ta sơ đồ là chúng ta tự động chúng ta đọc được, giống như một kiến trúc sư ấy, chúng ta ra một cái công trường nào, bất kỳ một cái công trình nào chúng ta cũng đều đọc được, chúng ta đều xây được, thấy chưa? Nó phải như vậy, chứ không phải là chúng ta đưa chúng ta cái đọc cái sơ đồ của nhà chúng ta biết xây nhà của chúng ta thôi, còn đi ra một cái công trình khác thì chúng ta chả biết nó là cái gì cả, được chưa? À, 1 triệu học trong vòng 3 ngày liên tục anh nhá. Mỗi ngày 3K tức là sáng, chiều và tối. Một ngày 3K tức là bằng 9 buổi đấy. Rút ngắn cái thời gian cho mọi người phải bỏ cái cửa hàng mình đi, được chưa? Bỏ cái cửa hàng mình đi. Nó rất là vất vả cho mọi người và bây giờ mọi người đóng cửa hàng nó rất là khó khăn. Nên là em cố gắng rút ngắn, mọi người sẽ học một cái cường độ rất là cao. Một ngày 3K, 3 ngày liền. Và cái hệ thống khóa thông minh Smart Key, anh em nào quan tâm hệ thống khóa thông minh Smart Key cũng chỉ có 1 triệu thôi, được chưa? Và học tại trực tiếp tại trung tâm, có cơ sở vật chất và xe thực hành đầy đủ hết, được chưa? Đầy đủ hết cho mọi người. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Mọi người có câu hỏi gì không ạ?
Cái hệ thống ACG nhá, em không giải thích ở đây bao nhiêu vô hay không, chúng ta có đều. Mọi người rất nhiều anh em quan tâm đến hệ thống ACG đúng không ạ? Có phải hệ thống ACG không ạ? Quan tâm đến hệ thống ACG không ạ? Trong thành phố Hồ Chí Minh anh nên liên hệ với thầy Đạt, thầy Nam Đạt rất nhiều trong đấy rất nhiều người dạy mọi người mà. Nên học theo cái phương pháp mới hơn là chúng ta đi đo kiểm quá nhiều, nó mất phải nhớ quá nhiều. Được chưa? À, có chỗ ăn chỗ ngủ nhá mọi người nhá, có chỗ nghỉ cho anh em ở xa. À, trình độ thì nó cũng rất là khó vì anh em mình là đều là thợ sửa xe nên là cũng nhiều trình độ khác nhau, nhưng em sẽ cố gắng hướng những người anh em là chậm nhất thấp nhất thì cũng cũng sẽ làm được. Được chưa? Cái phương pháp là đều phải làm được, học hiểu và làm được. Được chưa? Có rất nhiều anh em quan tâm đến ACG vẫn nhắn tin cho em rất nhiều hỏi mua tài liệu, em thì nói mọi người em không bán tài liệu. Được chưa? Tất cả một bức tranh sơ đồ đấy thực ra là chia sẻ cho mọi người để mọi người cách đọc thôi, còn anh em có thể kiếm cái tranh sơ đồ ấy rất nhiều nơi có. Được chưa? Đừng hỏi nhá, đây là liên quan đến hệ thống khởi động. Anh thích hệ thống Smart Key thì nó là một buổi khác hoặc là một cái chương trình khác. Smart Key anh thích giải thích cho anh được hết, được chưa? Hệ thống Smart Key nó không khó. À, trên xe đề từ mà nổ máy mà ấn đề nó chẳng tác dụng gì cả anh nhé. Tất cả những cái đời xe phun xăng điện tử bây giờ ấy, gần như là anh cứ nổ máy rồi anh bó phanh bấm đề nó chẳng tác dụng gì đâu. À vâng, thì ai cũng mỗi một người một cái nhận thức khác nhau thôi, nhanh chậm là như vậy thôi, cần cù thì mình sẽ làm được hoặc là mình sẽ có phương pháp. Được chưa? Mọi người nên nhớ này, cái nhanh chậm đấy nó chỉ là cái việc mà thời gian thôi. Mọi người nên nhớ là gì, cái người ta huấn luyện được xếp thú thì còn làm được, nên là con người chúng ta không có gì chúng ta không làm được cả. Mọi người nghĩ chúng ta chậm thì chúng ta tự nhiên chúng ta làm khó mình thôi. Được chưa? Rồi mọi người câu hỏi gì không ạ? Liên quan hệ thống khởi động nhá, chứ không liên quan hệ thống khác. ACG nó cực kỳ đơn giản dễ hiểu thôi. Nếu mà phương pháp chia sẻ của em nó cực kỳ dễ hiểu, được chưa? YouTube, trên YouTube em có thể xem lại được mọi người nhá, trên YouTube có thể xem lại được. Em up lên YouTube rồi. Tất cả mọi này là công khai chia sẻ cho mọi người thôi. Muốn chia sẻ đến mọi người cái phương pháp mới làm việc mới để cho mọi người rút ngắn cái thời gian lao động của mình đi, được chưa? Rút ngắn cái thời gian lao động đi và nó khoa học hơn. Được chưa? Vâng. Vâng đúng không anh? Học lớp phân tích đọc hiểu phân tích sơ đồ và phân tích thông số hiện hành trên xe máy này chỉ có 3 ngày nhá, 3 ngày liên tiếp. Tức là bằng 9 buổi đấy. 9 buổi tức là bằng 3 ngày, tức là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, tức là một ngày 3K đấy, một ngày 3K đấy tức bằng 3 buổi đấy, được chưa? Một ngày 3K tức là sáng, chiều và tối đều là 3 buổi. Học liên tiếp 3 ngày và sau đó sẽ có một lớp là lớp Smart Key. Smart Key chỉ có 2 ngày thôi, cũng cũng là sáng, chiều và tối, 2 ngày để rút ngắn cái thời gian của mọi người đi, được chưa? Rút ngắn cái thời gian. Vâng. Rồi anh em có câu hỏi gì không ạ? Cái hệ thống liên quan hệ thống khởi động nhé, đừng đừng hỏi về hệ thống khác, hệ thống ACG nó là hệ thống riêng, được chưa? Hệ thống độc lập, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống ACG. Tối thường học đến 10 giờ 10 rưỡi, 10 khóa trước là 10 giờ anh ạ, 10 giờ. Vâng, mọi người lên nên nên học ở các trung tâm nào gần mình nhất thì mình cứ đi lên đi học, được chưa? Lên đi học, lên học mình sẽ có cái tư duy tốt hơn. Vâng, lớp Smart Key sẽ là ngày 25 tháng 6 này, à 25 tháng 5 này em sẽ 26 tháng 5, 26 tháng 5 rồi em sẽ khai giảng lớp đọc hiểu phân tích sơ đồ và phân tích thông số hiện hành trên xe, trên máy chẩn đoán ấy, thiết bị chẩn đoán. Và tiếp theo là ngày 29 là khai giảng lớp hệ thống thông minh Smart Key cho Yamaha, Honda, Suzuki và cả Piaggio luôn, được chưa? Trong 3 ngày thôi. Mọi người nên nhớ là tất cả các cái hệ thống, tất cả công nghệ thì chúng ta chỉ cần công cụ là chúng ta làm được thôi, không có gì khó cả. Khi chúng ta hiểu nguyên lý rồi thì chúng ta khai thác cái công cụ đó ra.
tất cả mọi người nhìn thấy trên, tất cả mọi người nhìn trên Facebook hay là trên các cái trang web hay là YouTube thấy các anh em chia sẻ cho mọi người cái cách làm ấy, thì bản chất chỉ cần mọi người chỉ có cái máy, cái công cụ ấy, thì mọi người đều làm được. Quan trọng là mọi người hiểu nó, hiểu cái nguyên lý làm việc của nó thì mọi người sẽ làm được hết, được chưa? Rồi, chào anh Cường. Rồi, vẫn còn gần 400 anh em đang xem cơ. Rồi, để mọi người có câu hỏi gì không ạ? À, em bảo, ai bảo bên Gia Lâm Hà Nội, Gia Lâm Hà Nội. Bên Gia Lâm Hà Nội, cầu Đuống Gia Lâm Hà Nội ạ. Cầu Đuống Gia Lâm Hà Nội mọi người nhá. Hệ thống ACG có rất nhiều anh em trong phía khu vực phía Nam xa, ở trong xa ấy, thì anh em muốn học cái hệ thống ACG thì thực ra là rất nhiều anh em muốn học online. Em thì thực sự từ đầu em vẫn nói là online nó không thể đem lại kết quả cao được, nhưng nó cũng có một cái gì em thấy là mấy buổi em chia sẻ mọi người cũng thấy là một cái nó tiếp cận được hơn, được chưa? À đúng rồi, có một anh hỏi rác A rác B đúng không ạ? Thì mọi người nhìn này, ở trên cái dòng SCU chúng ta sẽ có hai cái rác, một rác to một rác nhỏ đúng không ạ? Thì trên SCU này, trên sơ đồ của chúng ta sẽ chú thích cho chúng ta đã biết là rác A là rác to, được chưa? Chân A1 thì chúng ta sẽ nhìn ở trên số này, trên các cái ký hiệu ở trên các bảng sơ đồ ấy, nó sẽ có một cái A1, thì đó là cái chân A1 nằm ở vị trí số A1 này, A2 nằm ở vị trí số A2 này, được chưa? Đấy, rồi B, cái chân B này chẳng hạn, một cái chân B nào đấy, bất kỳ đâu ở chân B. Đây chân B, B5 này, B5, B1, B5 này, thì nó sẽ nằm ở chân B, tức là một cái rác nhỏ này, được chưa? Rồi. Vâng, anh Phi hỏi đi. Vâng, xin lỗi anh Xuân Hợp. Vì thực sự là hôm cũng rất nhiều anh em chúng ta đã gửi cái tấm lòng đến ủng hộ ủng hộ, nhưng mà thực ra trong thời gian vừa rồi em sơ suất của em nhiều quá, cũng có một số anh em cũng không nhiều, thực ra là chỉ có một số anh em thôi, thì đã em cũng cố gắng chuyển tiền lại cho mọi người rồi. Chứ còn một số anh em thì anh em nào đã chuyển tiền cho em mà trong một tên trong danh sách ấy, thì cố gắng nhắc em cố gắng là gửi cái số tài khoản cho em để em chuyển tiền cho mọi người, không để lâu là em hay quên lắm. Em là tính nhưng mà mọi người ai mà chuyển tiền cho em là em hay quên lắm. Nên mọi người cố gắng là nhớ cho em nhé, nhớ cái chuyển cho em cái số tài khoản em chuyển lại cho mọi người tiền, được chưa? Cái số tiền đấy là số tiền của mọi người. Em đã không dùng nó vào cái mục đích là ủng hộ đã vì lỗi của em rồi, nên em sẽ muốn trả lại mọi người, mong mọi người thông cảm, được chưa? Rồi. Chân số A8 hư hả anh? À đúng rồi, chân số A8 hư thì có thể chúng ta cũng làm thế nào thì làm, thì đưa cái 12V vào đấy là được, được chưa? Lấy chân thẳng chân số A5 cũng được, không sao cả. Tuy, nhưng mà khi A5 mà lại đi đè, bóp phanh đè thì nó không hay, được chưa? Đấy là một cách chúng ta làm, chúng ta có thể chúng ta điều khiển bằng cách là chúng ta điều khiển con dơ le đi, điều khiển dơ le đi, được chưa? Lấy cái tín hiệu của chân A6 chẳng hạn, chúng ta lấy một điều khiển qua một dơ le, một con dơ le cấp cho chân nguồn số A8 này 12V chẳng hạn, rất là đơn giản. Xin lỗi mọi người, có một anh đang hỏi là học trên Zoom. Trên Zoom như này, cái lớp sắp tới, cái lớp mà chia sẻ cho mấy anh em mà chúng ta đã đặt tranh ấy, thì em muốn phương pháp chia sẻ cho mọi người cái phương pháp đọc hiểu cái sơ đồ này. Thì cái phương pháp vừa rồi em chia sẻ mọi người là em muốn tổ chức cái lớp học Zoom ấy, nhưng mà nó một cái lỗi như này, Zoom thì khi chúng ta học đông người ấy, nó sẽ rất là lộn xộn, rất lộn xộn, nó rất ảnh hưởng rất nhiều đến nói chung là đi học em thấy cái học ở trên Zoom nó rất là lộn xộn, nó rất là khó. Nên em sẽ chia sẻ nó gần như là một cái lớp livestream như này, trong một cái nhóm kín livestream như này, để cho đỡ phải là gì? Được chưa? Đỡ phải chúng ta phải làm. Chúng ta sẽ học trực tiếp trên livestream nhá, không học Zoom. Zoom nó rất nhiều anh em là chúng ta khi chúng ta làm việc ấy, cái việc riêng của anh em nó ảnh hưởng đến nhiều anh em khác, nên là em sẽ không làm việc như vậy nữa. Vì em đi họp cái họp hay là rất nhiều cái liên quan đến Zoom rồi. Đây là thấy nó lộn xộn lắm, không ổn, nên là bắt buộc phải dùng livestream như này thì chúng ta sẽ tập trung hơn, được chưa? Chân A này mọi người để ý là cái góc nhìn của chúng ta là chân A, chân B này người ta đang chú thích là tại e xem nhá, không phải trên rắc xe đâu nhá. Vâng. Có anh hỏi là dễ ăn trộm không? Ăn trộm được đâu anh nhá. Anh muốn đề được ấy thì anh phải qua cái lớp bảo mật đã, qua có nghĩa là liên quan đến hệ thống server bắt kỳ đã. Tức là nó liên quan đến chân số A10 và A11 đã, thì lúc đó thì mới anh mới liên quan đến khởi động, được chưa? Cái này thì không liên quan đến server bắt kỳ nên em không phân tích vào đây. Vâng, sẽ livestream trên nhóm kín anh nhá. Chân số 2 là chân gì anh? À em cắt ở trên rồi, hoặc là chân số A hạ.
hai em bị cắt ở trên rồi, cái sơ đồ này em cắt đầu đi rồi, được chưa? Nếu mà anh cần phân tích sơ đồ đấy, chân số 2 đúng không ạ? Anh hỏi chân số 2. A2 là nguồn 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 thôi, anh nguồn sau nguồn trước quá thôi. Được chưa? Anh nào vừa hỏi chân A2 đúng không ạ? Anh Thanh Tùng đúng không ạ? Lê Thanh Tùng đúng không ạ? Chân số A2 là nguồn này. Cái nguồn trước quá thôi, thì thực ra là em cắt cái kia ra để cho mọi người cùng phân tích thôi, được chưa? Cái sơ đồ to thì mọi người sẽ đầy đủ hết. À, cái việc mà anh cần hack này, anh cần cái việc về smart key ấy, cực kỳ đơn giản anh nhá. Anh chỉ cần có công cụ thì công cụ đấy sẽ hỗ trợ mọi người hết tất cả mọi thứ, được chưa? Hack smart key này, đọc mã ID này, rồi thì dùng một chìa cho nhiều xe hay là dùng chìa khóa ô tô cho này, được chưa? Rồi reset lại tái sử dụng lại cái FOB của chúng ta ấy, đều làm được hết nhá. Tất cả chúng ta cần công cụ thôi. Cái việc của chúng ta học là chúng ta học cái phương pháp học là học hiểu đã. Hiểu nguyên lý của nó đã, còn muốn chúng ta muốn làm gì nó cũng được, được chưa? Hệ thống thông minh bây giờ gần như là đang là ok hết rồi, được chưa? Đến eSIM bây giờ chúng ta cũng thể đọc được và reset được rồi, rất bình thường rồi, không có gì khó khăn cả, được chưa? Được rồi, mọi người câu hỏi gì không ạ? Mọi người nhớ nhá, cái lớp chuẩn bị sắp tới là lớp chia sẻ cho anh em mà đã có tranh ấy, đọc hiểu sơ đồ ấy, thì chúng ta sẽ học trực tiếp trên livestream trên nhóm như này. Thì vì em thấy là học Zoom nó rất là bất tiện, nhiều anh em chúng ta làm việc riêng nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều anh em khác, vì lớp đông nên là không thể làm như vậy được. Thì em sẽ livestream trực tiếp như này và sẽ trả lời cho mọi người trong vòng khoảng 3 tiếng, được chưa? 3 tiếng một buổi tối luôn, tức là từ khoảng 8:30 đến khoảng 11 giờ đi, 8:30 đến 10:30 hoặc 11 giờ gì đấy. 8 giờ thì mọi người sớm quá với mọi người, nên là khoảng 8:30, 8:30 đến 11 giờ sẽ từng nhóm nha. À, em sẽ chia làm 4 nhóm thôi, 6 nhóm sẽ rất nhiều, rất lâu. Những cái anh em ở xóm nhóm 5, xóm 6 sẽ rất là lâu, nên em sẽ chia làm 4 nhóm thôi để chia sẻ đến anh em nó đơn giản đi, được chưa? Em sẽ có một bài viết ở trên nhóm, được chưa, cho mọi người cùng dễ. Và cái đấy em sẽ chia sẻ sau vì em chưa lập nhóm. Cái đấy chắc là một ngày hai em sẽ chia sẻ thôi. Em đang tổng hợp cái lên cái list danh sách và lên cái giáo án để tổng hợp bằng cái phương pháp online này. Online này phải chi tiết hơn là thực tế. Live stream thì thường là thứ năm hàng tuần rồi anh, 21 giờ thứ năm hàng tuần. Thì sau buổi hôm nay mọi người thấy nó cái hệ thống khởi động này có đơn giản hơn chưa? Chúng ta thấy cái bức tranh sơ đồ của chúng ta thấy nó hiệu quả chưa? Mà chúng ta chỉ cần nhìn, khi chúng ta khai thác được nó ra, chúng ta sẽ nhìn làm việc nó rất là hay. Rất nhiều thứ bên trong cái sơ đồ này. Đúng không anh? Cái lớp Smart Key này các anh có thể là trên tất cả công nghệ mọi người đang nhìn thấy, anh em ở trên mạng chúng ta làm gì ấy, thì chúng ta đều làm được. Được chưa? Công nghệ thôi, chúng ta chỉ cần có máy là làm được hết. À, có rất nhiều anh em đang hỏi in tranh nữa không ấy, vì có xin lỗi một số anh em là đã đăng ký rất sớm nhưng mà bên em lại không tổng hợp được, nên là em sẽ cố gắng là sẽ xong cái lớp mà chia sẻ cho anh em những anh em đã có trước rồi, thì những anh em sau này em sẽ cố gắng là sau lớp bốn lớp của anh em đã đặt tranh thì em sẽ tổ chức thêm một vài lớp nữa cho anh em nào chúng ta đã bị để biết đến muộn đã đăng ký sau, thì sau cái lớp này em sẽ thông báo ở trên Facebook, được chưa? Sẽ đăng ký tranh tiếp. Vâng. Vâng, sẽ có in tranh tiếp anh nhá. In tranh để chia sẻ, em muốn là cái phương pháp này lan tỏa đến mọi người đi, lan tỏa đến tất cả anh em chúng ta đều làm phương pháp bằng phương pháp tra cứu sơ đồ. Tra cứu sơ đồ nó sẽ rất là hay. Chúng ta có thể làm việc ở khắp mọi nơi, được chưa? Khắp mọi nơi để chúng ta làm việc đều làm được việc được. Nên tại sao những cái buổi trước em nói là đi du lịch vẫn sửa xe được bình thường là như vậy, được chưa? Chúng ta chỉ cần phân tích trên sơ đồ và sau đó chúng ta sẽ làm việc được, được chưa? Chỉ chia sẻ bằng gì bởi về anh em thợ ở nhà chúng ta sẽ làm được việc, chỉ dẫn được bằng cách rất là đơn giản thôi, được chưa? Khóa học chỉ có 1 triệu anh nhá. Hiện tại là khóa học này là khóa học cho anh em ở tỉnh ban ngày, còn lớp học mà từ cơ bản thì khóa học khoảng 5 triệu, được chưa? Vâng, phần nào. Vâng, đúng rồi anh Nhật Thái. À, em nhớ anh Nhật Thái rồi, hôm trước qua nhà em rồi, được chưa? Vâng, chúng ta sẽ đợi.
ECM anh về Smart Key thì anh mua ECM về anh cắm vào được thôi, không cần đồng bộ gì cả. Dạ. Chúng ta hỏi liên quan về hệ thống khởi động thôi, không liên quan đến hệ thống khác nhá. Có chỗ ở cho anh em học ở xa nhá, có chỗ ở cho anh em ở xa. Vâng. Mọi người thấy là cái phương pháp sơ đồ này rất là hay đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều làm việc được, và sau này anh em nào mà chúng ta đã đọc hiểu cái sơ đồ ấy, chúng ta sẽ nhìn từng cái chân này, chúng ta sẽ biết được nó là điện áp bao nhiêu, được chưa? Để chúng ta cần thì chúng ta sẽ cấp thẳng nguồn điện vào, không cần thiết phải chúng ta phải qua cái tín hiệu, ví dụ tín hiệu bóp phanh ấn đề, mà chúng ta chỉ cần lấy trực tiếp là điện 12V chúng ta dí thẳng vào đấy cũng được. Đó là những cái cách mà chúng ta kiểm tra khi chúng ta đọc hiểu sơ đồ, được chưa? Hoặc là chúng ta có những cái phương pháp loại trừ, tức là chúng ta thấy được tín hiệu này tốt thì chúng ta loại bỏ những cái tín hiệu mà chúng ta cần, không cần chúng ta thiết phải chúng ta đi tìm hiểu nó nữa. Rồi, thôi có câu hỏi gì không em xin phép là chúng ta sẽ dừng livestream ở đây, cũng muộn rồi, 10 rưỡi rồi, chém gió lung tung từ nãy giờ rồi. Được chưa? Rồi chào mọi người đi, được chưa? Chào mọi người. Chào mọi người, thì chúng ta sẽ em sẽ dừng livestream ở đây. Được chưa? Muốn chia sẻ đến mọi người một cái phương pháp làm việc nó hiệu quả hơn thôi. Được chưa? Mọi người hãy chia sẻ đến tất cả anh em chúng ta. Làm nghề anh em trong thợ chúng ta. Vâng, lớp cơ bản thì chắc là để em sắp xếp, vì lớp cơ bản thì chắc cũng phải tầm đầu tháng 6 đấy, đầu tháng 6 lớp buổi tối. Cơ bản thì em chỉ dạy buổi tối là chính thôi. Xem lớp ban ngày xem nào anh em tập trung đông thì em sẽ lớp ban ngày. Vâng, chào mọi người. Rồi chúc mọi người ngủ ngon nhá, được chưa? Rồi. Xin chúc mọi người ngủ ngon. Rồi, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Được chưa? Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Vâng, cái phương pháp làm việc mới có thể nó có rất là nhiều khóa học và cơ bản thì nó sẽ khoảng buổi tối, khoảng 20 buổi tối nhé, khóa học cơ bản khoảng 20 buổi tối. Còn lớp em đang chuẩn bị có lớp lớp phân tích sơ đồ, đọc hiểu sơ đồ và phân tích thông số hiện hành trên xe. Cái này nó gần như là những cái buổi anh em nào đã xem livestream trước của em rồi ấy, thì sẽ học được những cái lớp này cũng thoải mái, vì em sẽ có phương pháp làm việc cho mọi người làm việc được hết, được chưa? Vâng, chào mọi người. Vẫn còn hơn 200 anh em đang xem. Nhiều lúc muốn tắt đi rồi nhưng vẫn nhìn thấy đông người quá, được chưa? Vẫn muốn lưu lại anh em nói chuyện với anh em. Vâng. Buổi tối. Vâng. Buổi tối em phải sắp xếp, vì đợt này đang có lịch ban ngày nên buổi tối rất là khó. Thì tháng 6 lại đi vào Sài Gòn rồi. Rất là khó sắp xếp lịch. Rồi, xin chào mọi người, xin chào 100 anh em xin phép dừng livestream ở đây, được chưa? Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người có vấn đề gì mọi người comment ở phía dưới nhá. Comment phía dưới em sẽ giải giải đáp cho mọi người. Em xin phép dừng livestream ở đây.